chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 4019 Quận Vương, hắn nói chính mình đã từng chuyện cũ, hắn là như thế nào từ gia vinh thái hậu chuẩn bị đúc cho hắn độc dược trung thoát đi ra tới đám kia hầu hạ hắn cung nhân đều là thái hậu nương nương phái tới người hoàng huynh vì trợ giúp hắn đành phải giết chết đám kia cung nhân nhưng này hết thảy đều yêu cầu chính mình cổng vì thế trước mặt ngoại nhân hắn liền thành một cái điên cùng hoàng tử ngu su nhíu nhíu mày nàng không rõ vì sao cố dịp hàng muốn như vậy bảo hộ cửu hoàng tử ngu su vừa định muốn hỏi việc này khi chỉ thấy cố lẫm đột nhiên đứng lên tránh ở bình phong lúc sau ngu xu sửng sốt ngay sau đó nhìn thấy ngoài cửa đi vào hai cái ma ma ngu xu nhận được này hai cái ma ma là thái hoàng thái hậu bên người người ngu xu đứng lên hướng tới hai vị ma ma hành lễ vương phi thái hoàng thái hậu thỉnh ngươi đi trong cung dùng trà ngày hiện tại nhưng có nhàn rỗi ma ma hỏi ngu xu khách khí nói nếu là thái hậu nương nương an bài ngu xu tất nhiên là nguyện ý dứt lời, nàng quay đầu lại hướng tới cố lẫm nói, cửu điện hạ, ngu xu đi trước cáo lui, ngài. nàng lời nói còn chưa rơi xuống, chỉ nghe bên trong truyền đến cố lẫm tức muốn học máu thanh âm, ngươi phải đi liền đi đó là, không cần ở trước mặt ta nói này đó. ngu xu lắc đầu, biết được hắn là ở người ngoài trước mặt diễn trò, hướng tới hai vị ma ma bất đắc dĩ mà cười cười, đi theo bọn họ rời đi. thái hoàng thái hậu niệm phật trở về mới bất quá nửa tháng này nửa tháng ngu su không có vào cung tới bái kiến, hiện giờ gặp nhau, ngu su nhưng thật ra tưởng niệm mà khẩn, thái hoàng thái hậu nắm lấy ngu su tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, nói, su su, ngươi gần nhất lại trưởng thành một chút, nghe nói ngươi muốn ở trong cung đãi chút thời điểm, này đó thời điểm ngươi liền nhiều bồi ở bổn cung bên người đi. Ngu su ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo. Ngu su biết được, bổn cung nghe nói, hôm nay thánh thượng tới tìm ngươi nói chuyện, thánh thượng chính là nói với ngươi cái gì lão thái thái hỏi ngu xu lắc đầu thánh thượng cái gì đều không có nói thái hoàng thái hậu cười ta đứa nhỏ ngốc hiện tại nói cái gì cũng không chịu cùng ngươi hoàng tổ mẫu nói sao hoàng tổ mẫu cũng là người từng trải ngươi lại nói là sự tình gì liền hảo hoàng tổ mẫu chính là đem ngươi coi như người trong nhà ngươi nếu gặp phiền não sự tình không cùng hoàng tổ mẫu nói kia hoàng tổ mẫu cần phải trách tội ngươi ngu xu nghe nói lời này mới nói hoàng tổ mẫu, thánh thượng thích ta, ta cự tuyệt thánh thượng, là tàn nhẫn cự tuyệt, ta. Ngu su vuốt ve chính mình ngực, tâm tình của ta có chút khó chịu, cũng không phải bởi vì cảm thấy cự tuyệt hối hận, mà là có một loại mạc danh thua thiệt ở trong đó, ta cũng phân không rõ như vậy thua thiệt rốt cuộc là cái gì, liền cảm thấy tâm tình thật là khó chịu, ngu su nói, thanh âm hơi hơi trầm thấp đi xuống. Thái hoàng thái hậu nghe ngu su như thế nói, thở ra một hơi tới, Cổ vỗ ngu su bả vai, nha đầu ngốc, ngươi là một cái thiện lương nha đầu, không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, ngươi khó chịu tất nhiên là đương nhiên mà sự tình, không cần phải vì thế sự mà khó chịu. Ngu su nghe nói lời này, rủ xuống đôi mắt, ngu su cũng minh bạch đạo lý này, chính là ngu su đích đích xác xác là thương tổn người, nếu là như thế này, ngu su, không được như thế tưởng, ngươi vẫn chưa thương tổn bất luận kẻ nào minh bạch sao. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi nói những lời này, ngươi làm việc này, đều là chính xác, bổn cung thật là không có nhìn lầm ngươi, nếu ngươi bởi vì ấy nấy, hoặc là không nghĩ thương tổn thánh thượng, mà kéo dài việc này, mơ hồ việc này, bổn cung sẽ không lại như thế đối với ngươi đào tim đào phổi. Không thích người, liền không cần cho hắn bất luận cái gì cơ hội, su su, ngươi làm chính là đối, thánh thượng hiện giờ sẽ nghĩ như thế nào, là thánh thượng sự tình, nhưng là chuyện nên làm, ngươi đều đã làm, ngươi hiểu chưa, ngu su gật gật đầu, cảm ơn Thái hậu nương nương, ngu su minh bạch. Minh bạch liền hảo. Thái hoàng Thái hậu nói, ngươi hiện giờ cũng trưởng thành, cũng hiểu được rất nhiều sinh không khỏi mình sự tình, rất nhiều chuyện không cần bổn cung nói, ngươi cũng minh bạch trong đó ý tứ, su su, trong cung hiện giờ cũng không thái bình, thánh thượng nói với ngươi những lời này đó, đơn giản cũng là tưởng từ ngươi nơi này được đến đáp án thôi, được đến đáp án. Ngu su chớp chớp mắt, không hiểu thái hậu nương nương lời này vì sao ý thái hoàng thái hậu cười nói hắn không có được đến chính mình muốn đáp án khi từ hôm nay trở đi đối phó ngươi cùng dịp hàng thời điểm hắn sẽ không lại vẫn giữ lại làm gì tình cảm ngu xu ngạnh trụ nàng tất nhiên là minh bạch đạo lý này nhưng là chính mình cũng không hối hận nha đầu ngốc ngươi biết được sao nếu có thể nói bổn cung thật hy vọng chúng ta hai người chính là bình thường gia tộc tổ tôn nói như vậy liền không có nhiều như vậy lục đục với nhau ngươi cũng sẽ không chịu nhiều như vậy ủy khuất, nhưng là nha đầu, ngươi không phải bình thường gia tộc hài tử, bổn cung cũng không phải bình thường gia tộc tổ mẫu, chúng ta hai người vận mệnh, cũng muốn cuốn vào trận này xoáy nước bên trong. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngu su trong lòng nặng nề mà, như là đổ một cục đá lớn, nếu có thể nói, ta thật hy vọng hết thảy đều là Thái Bình mà, không có nhiều như vậy sốt ruột sự tình phát sinh, mọi người đều là hảo hảo ở chung, thánh thượng còn có vương gia, cũng là hảo hảo ở chung, nhưng ta minh bạch, đây là ngu su vọng tưởng, ngươi minh bạch là được. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi là cái thông minh nha đầu, tại đây tràn xoáy nước bên trong, bổn cung cũng minh bạch, ngươi sẽ tưởng phương pháp bảo toàn chính mình. Nếu gặp sự tình gì, ngươi muốn biết được, bổn cung vĩnh viễn đều đứng ở ngươi này một đầu, bởi vì bổn cung biết, ngươi vĩnh viễn đều là một cái hảo hài tử, hoàng tổ mẫu. Ngu su cái mũi e ẩm, ngài vì sao đối ta như thế hảo? Từ nhìn thấy hoàng tổ mẫu ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hoàng tổ mẫu liền đối chính mình hảo. Khi đó chính mình cái gì đều không biết, cả ngày vân vân dạ dạ, ra không được đầu. Thái hoàng thái hậu chỉ vào hai mắt của mình, người lão tổ tông ta không hạt, người có phải hay không hảo hài tử, người lão tổ tông là phân rõ, ngu su cười cười, đem đầu dựa vào ở hoàng tổ mẫu trên vai, người là trừ bỏ lý ma ma ở ngoài, đối ta tốt nhất trưởng bối, tổ mẫu, ngu su nguyện ý hầu hạ ngươi cả đời. Về sau Ngu Su liền tính ra cung, cũng sẽ thường thường tới trong cung bồi hoàng tổ mẫu ngươi, bồi cùng không bồi, chính là như vậy một hồi sự, chỉ cần ngươi cùng dịp hàng hai người hảo hảo sinh hoạt, lão tổ tông cũng có thể yên tâm, Thái Hoàng Thái Hậu nói, cạo cạo Ngu Su mũi, Ngu Su hì hì cười, ông lấy Thái Hoàng Thái Hậu, Ngu Su đều biết được, Ngu Su sẽ cùng vương gia hảo hảo sinh hoạt, không cho hoàng tổ mẫu lo lắng, ngươi cũng an tâm, vương gia cũng sẽ hảo hảo đối Ngu Su. Cái này bổn cung nhưng thật ra không lo lắng, bổn cung lo lắng chính là mặt khác một mã sự. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Ngu su chớp chớp mắt, Hoàng Tổ Mẫu lo lắng chính là sự tình gì? Su su, hiện giờ ngươi cũng 14 đi, tuổi mụ 15. Ân, ừ, su su còn có một năm tập kê. Ngu su gật đầu nói, cũng là đại cô nương, ngươi nhưng có cùng dịp hàng. Thân mật quá. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, chương hai hắn không phải bản nhân, thân mật. Ngu su theo bản năng mà đỏ mặt, trong đầu bỗng chốc xuất hiện vương gia hôn môi chính mình bộ dáng. Nàng ngượng ngùng mà gục đầu xuống, không. Không có, trương ma ma nhưng có nói cho người nữ nhi gia sự tình, người nhưng biết được nữ tử là như thế nào hoài thượng hài tử. Thái hoàng thái hậu hỏi. Ngu su càng là ngượng ngùng, hoàng tổ mẫu êm đẹp vì sao phải nói này đó, ngu su. Ngu Xu còn chưa cập kê, này đó Ngu Xu cũng đều không hiểu. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, nàng hiền từ nhìn Ngu Xu, cái này nha đầu, cũng coi như là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn, nói như vậy, ngươi cái này nha đầu ngốc còn cái gì đều lộng không rõ. Diệp Hàng cũng không có đã dạy ngươi cái gì. Chưa từng. Ngu Xu nói, Thái Hoàng Thái Hậu cười ra tiếng nghi tới, chuyện này nhưng thật ra không nóng nảy, chờ ngươi lại lớn lên một chút ngươi cũng liền minh bạch. Ngu su nghe được như thế nói, cũng không hề nói thêm cái gì. Ở Thái Hoàng Thái Hậu nơi này dùng bữa tối lúc sau, ngu su ở ngự hoa viên trung tiêu thực đi một chút, mới vừa đi đến một chỗ cánh rừng, liền nghe đằng trước truyền đến nữ tử tiếng khóc, bảy quận vương, là nô tỳ sai, mong rằng bảy quận vương có thể tha thứ nô tỳ. ngươi đụng vào bổn quận vương, ngươi muốn cho bổn quận vương như thế nào buông tha ngươi. Ngu su bước nhanh đi rồi tiến lên, chỉ thấy cố ấu trầm đang ở răng dậy một cái tỳ nữ. Ngu su hỏi, đây là có chuyện gì? Em đẹp mà, ngươi làm gì như thế hung? Cố ấu trầm hung ác mà trừng mắt nhìn ngu su liếc mắt một cái, qua ngươi sự tình gì, ngu su ngơ ngẩn, này phó khẩu khí, không giống như là cố ấu trầm nên có, cố ấu trầm, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, ngươi nói với ta là được, hà tất khi dễ một cái cung nhân đâu. Ngu su hảo thanh nói, nô no tỳ nô tỳ không cẩn thận đụng phải bảy quận vương, nhưng là nô tỳ không phải cố ý, bảy quận vương. Ngươi liền buông tha nô tỳ đi. Cung tỳ tiếp tục khóc lóc nói. Bỏ qua cho ngươi, bổn quận vương ở trên đường đi tới, ngươi đột nhiên liền đâm lại đây, ngươi làm bổn quận vương buông tha ngươi, đừng tưởng rằng bổn quận vương không hiểu được các ngươi này đó cung nhân trong đầu suy nghĩ cái gì, muốn đâm bổn quận vương, sau đó nhận thức bổn quận vương, nói không chừng còn tưởng phàn cái chức cao đúng hay không. Cố ấu trầm lạnh giọng chất vấn nói, ngu su cho mày, quá kỳ quái. Trước kia cũng có hướng tới cố ấu trầm đánh tới cung nhân, liền tính đối phương là cố ý, cố ấu trầm cũng sẽ không đối bọn họ nang kham. Bởi vì cố dịp hàng nói qua, này đó cung nhân đều là người mệnh khổ, bọn họ muốn chuyển mệnh là theo lý thường hẳn là sự tình. Cố ấu trầm, này không giống như là ngươi, ta như thế nào cảm thấy, ngươi càng thêm như là ngươi đệ đệ tính tình. Ngu su nói cố ấu trầm ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía ngu su. Hắn giờ phút này mới ý thức được, chính mình phạm phải sai lầm. Ngu su là cùng chính mình ca ca quen thuộc nhất người, nhất hiểu biết nhà mình ca ca phẩm tính, nàng nói như thế. Xin lỗi ngu su, ta hôm nay cái tâm tình không tốt lắm, cái này cung nhân vừa lúc đụng phải tới. Cố ấu trầm thấp hèn thanh nhi tới, ngu su nhướng mày, đúng không, tự nhiên là, như thế nào, ngươi tại hoài nghi cái gì sao? cố ấu trầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, không chuẩn xác tới nói, hẳn là cố ấu anh. Hắn hôm nay mượn cố ấu trầm thân phận tới trong cung chuyển động, nếu bị ngu su phát hiện chính mình gương mặt thật, kia hắn chẳng phải là không có tánh mạng. Ngu su trao mày, ấu trầm, bỏ qua cho nàng đi, ta biết được ngươi hôm nay tâm tình không hảo, ngươi cùng ta nói rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi nếu làm ta thả, ta đó là thả đi. Cố ấu anh ăn nói khép nép nói. Nhưng ở trong lòng, hắn hận không thể đem ngu su bầm thay vạn đoạn mới là. Nữ nhân này, hại ngu trân, hắn hiện giờ lưu lạc đến nước này, cũng là vì nữ nhân này, nếu có thể nói, hắn thật muốn tìm cái không ai địa phương, đem nàng giết đi, từ từ, cố ấu anh trong đầu linh quan hiện ra, hắn hiện giờ là dùng cố ấu trầm thân phận, ngu su là tín nhiệm cố ấu trầm, một khi đã như vậy, hắn sao không mượn này thân phận tiếp cận ngu su đâu. Chờ về sau tìm kiếm đến thích hợp mà cơ hội, lại đem nữ nhân này giết cũng không muộn, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngu su hỏi hắn, cố ấu trầm lắc đầu, không có tưởng cái gì, canh giờ không còn sớm, ta cũng nên ra cung. Hắn nói xong muốn đi, ngu su vội vàng tiến lên ngăn lại hắn đường đi, sao lại thế này? Mới vừa thấy ta muốn đi, ngươi còn không có cho ta nói, ngươi tức giận nguyên nhân là cái gì? Hôm nay là ai chọc đến ngươi không cao hứng, chuyện này cùng ngươi vô. Cố ấu anh nuốt nuốt, chân chính cố ấu trầm là sẽ không đối ngu xu nói ra như thế tuyệt tình lời nói tới hắn nghĩ nghĩ than ra một hơi tới nói ta không có gặp gỡ sự tình gì chỉ là nghĩ rất nhiều sốt ruột sự tình thôi ngu xu ta thật sự không có gì vừa rồi ta cũng biết được sai rồi ta đích xác không nên như thế đối phó một cái cung nhân có phải hay không bởi vì ngu sơn sự tình ngu xu khóe miệng gợi lên một mặt ý cười cố ấu anh sửng sốt ngu sơn hắn cùng ngu sơn có quan hệ gì cố ấu trầm thích nữ tử không phải ngu xu sao làm sao vậy ngu xu nghiêng đầu ngươi như thế nào không nói ngươi thích người không phải ta tam tỷ tỷ sao có phải hay không ta tam tỷ tỷ gần nhất lại cùng ngươi náo loạn tính tình nàng trước đó vài ngày còn nói với ta nói ngươi gần nhất luôn là rất bận hành trình vẫn là xuất quỷ nhập thần mà đều không đi trong phủ tìm nàng nói chuyện có phải hay không nguyên nhân này cố ấu anh chỉ nghĩ thoát khỏi ngu xu hắn nơi nào biết được nhiều chuyện như vậy cái này cố ấu trầm thật đúng là không có ánh mắt phóng một đống lớn nữ tử không thích đi thích ngu sân nữ nhân kia nhưng không có bất luận cái gì ưu điểm đầu óc cũng bổn có thể đúng vậy chính là bởi vì cái này nguyên do cố ấu anh nói ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ ngươi tam tỷ tỷ không cần như vậy tiểu tính tình nàng là cái gì thân phận ta là cái gì thân phận ta có thể coi trọng ngươi tam tỷ tỷ đã cũng đủ cho nàng mặt mũi, ngu xu đôi mắt một mặt hàng quan viết quá. Trước mắt người này căn bản là không phải cố ấu trầm, hắn là cố ấu anh, chính là cố ấu anh không phải đã, chẳng lẽ, ngu xu nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng hiện tại còn không thể rút dây động rừng, cố ấu anh không có chuyện, lại còn có mượn cố ấu trầm thân phận nên ngang xuất hiện, khi cố ấu trầm ở nơi nào, chẳng lẽ đã bị cố ấu anh cấp, ta vừa mới bất quá là nói bậy, ngu xu thè lưỡi, ngươi yên tâm đi, ta tam tỷ tỷ không có keo kiệt như vậy, ngươi cũng là, có rảnh nhiều đi ngu tướng phủ nhìn xem ta tam tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn cưới ta tam tỷ tỷ sao? Một khi đã như vậy ngươi liền phải làm ra một chút gương tốt mới là, nàng tiếp tục lừa gạt nói. Cố ấu anh hàm hồ nói, ta biết được, còn có chuyện gì sao? Nếu là không đúng sự thật, ta liền trực tiếp đi rồi. Ta ra cung còn có chuyện phải làm, không thể lại ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phím, đi thôi. Ngu su vỗ vỗ cố ấu anh bả vai, cố ấu anh theo bản năng mà né tránh đi, ngu su đem hắn cái này chi tiết nhỏ đặt ở trong mắt, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm cố ấu anh rời đi bóng dáng, chương 403 hắn làm càng, cố ấu anh rời đi sau nặng nề mà phun ra một hơi tới, hắn hiện tại vẫn là phân không rõ vừa rồi ngu su đến tục cùng có hay không phát hiện hắn gương mặt thật. Nhưng nếu là phát hiện, hắn hiện giờ cũng không có gì nhưng sợ hãi chỉ cần gần nhất thời gian không cùng ngu su có tiếp xúc đó là, cố ấu anh khẽ cắn môi, hắn thật thật là không nghĩ tới, ngu su nha đầu này thật đúng là âm hồn không tan, vô luận ở đâu đều có nha đầu này giấu chân, hắn ra cung, mới vừa trở về trong phủ, liền thấy cố ấu trầm triều hắn vọt lại đây, một quyền hướng tới hắn mặt trực tiếp tạp mà đến, cố ấu anh. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, ngươi đáp ứng chuyện của ta chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Ngươi đã nói, sẽ không dùng ta thân phận sàng bậy, đây là ngươi cái gọi là sẽ không sàng bậy sao? Cố ấu trầm giận dữ hét, hắn hôm nay tỉnh lại thời điểm phát hiện mặt trời lên cao, mà chính bình thượng triều sim y sớm bị người gỡ xuống, hắn cũng đã lường trước đến cố ấu nằm anh mượn chính mình thân phận thượng triều, cố ấu trầm không nghĩ tới, cố ấu anh cư nhiên thật sự dùng như thế đáng xấu hổ biện pháp, ngươi cũng đừng nóng giận, này có cái gì đáng giá tức giận? Cố ấu anh cười nói, ta hôm nay cái đi trong cung, không có bất luận kẻ nào phát hiện ta càng không có người phát hiện có bất luận cái gì không giống nhau ta nói rồi chúng ta là giống nhau như đúc diện mạo liền tính ta dùng thân phận của ngươi sinh tồn đi xuống cũng sẽ không bị người phát hiện ta hảo ca ca ngươi hẳn là đáp ứng ta ngày sau chúng ta công cộng một thân phận như thế nào chỉ cần có thể được đến cố ấu trầm thân phận cố ấu anh là có thể ở trong kinh thành một lần nữa dừng chân nói không chừng cuối cùng còn có thể đem ngu trân tiếp trở lại kinh thành trung cố ấu trầm thở ra một hơi tới hắn hiện tại thật thật là có vài phần hối hận lúc trước ở pháp trường thượng cứu cố ấu anh hắn không nghĩ tới người này tâm cư nhiên như thế lạnh băng sự tình hiện giờ đều phát triển tới rồi tình trạng này cố ấu anh cư nhiên vẫn là vọng tưởng ở kinh thành hảo hảo sinh tồn đi xuống này như thế nào khả năng cố ấu trầm như thế nào có thể tiếp thu ngươi từ bỏ đi ta thân phận vĩnh viễn đều sẽ không cho ngươi dùng ta cũng sẽ không làm ngươi từ ta nơi này được đến bất luận cái gì chỗ tốt Cố ấu anh, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự có thể làm ra loại chuyện này tới, ngươi nhưng biết được ta hôm nay có bao nhiêu lo lắng sao, cố ấu trầm túng hắn cổ áo, giận dữ hết, ta chưa bao giờ hối hận đã cứu ngươi tánh mạng, nhưng là hiện tại, ta hối hận, ta thật sự không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là thật sự sẽ hại chết ta, cố ấu anh lãnh hạ ánh mắt, ca ca, ngươi những lời này là có ý tứ gì, ngươi là của ta ca ca ta dùng thân phận của ngươi lại có thể như thế nào không có bất luận kẻ nào sẽ biết ngươi làm ta mượn một chút lại có cái gì không thể ta thật thật là không rõ ở ngươi nơi này chẳng lẽ ta liền như vậy không quan trọng sao ngươi đổi thành ta ngẫm lại cả ngày ở trong cung nghẹn tâm tình sẽ như thế nào chẳng lẽ ta liền không thể cho chính mình tìm kiếm một chút việc vui ra tới chẳng lẽ ta liền phải cả đời bị đè nén ở chỗ này ngươi tìm việc vui chính là dùng như vậy biện pháp cố ấu trầm hỏi ta đã nói với ngươi nếu thân phận của ngươi bị người phát hiện nói ngươi cùng ta đều thoát không được can hệ ngươi cũng biết được thánh thượng tuy cùng chúng ta là huynh đệ nhưng nếu chúng ta làm lừa gạt chuyện của hắn hắn tuyệt không sẽ bỏ qua chúng ta huống chi ngươi nguyên bản nên chết đi ngươi hiện giờ không có chết nếu bị người khác bất luận kẻ nào biết chuyện này ngươi cảm thấy ngươi còn có tánh mạng tồn tại sao vì cái gì cố ấu anh liền nhìn không rõ ràng lắm tình thế nghiêm trọng tính liền tính không thể ra cửa lại có thể như thế nào chỉ cần có thể sống sót chính là chuyện tốt không có gì so sống sót càng quan trọng cố ấu anh mím môi cánh nhẹ nhàng cười hảo ca ca ta biết được ngươi là có ý tứ gì ngươi cũng không cần ở ta trước mặt nói thêm cái gì ngươi đơn giản là tưởng nói cho ta ngươi vĩnh viễn đều sẽ không đem thân phận của ngươi mượn cho ta ngươi là cao quý mà quận vương mà ta đời này cũng chỉ có thể là một cái tiện dân còn muốn ở ngươi trong phủ không thấy ánh mặt trời mà tồn tại cùng với như vậy chi bằng khiến cho ta như vậy chết đi ngươi động thủ đi nếu ngươi tới giết ta mà hoa có lẽ ta không có như thế thống khổ cố ấu anh nói mở ra tay cố ấu trầm một bụng hỏa khí không có cách nào phát tiết hắn thật thật là nói không thông cố ấu anh nhận định sự tình chính là muốn cùng chính mình càng quấy cố ấu anh nặng nề mà thở ra một hơi tới ca ca ngươi cũng suy xét một chút ta cảm thụ được chứ, ngươi tưởng một chút, nếu đổi làm là ngươi, ngày ngày đều ngốc tại trong phủ, ngươi sẽ là như thế nào cảm thụ, cố ấu trầm dừng một chút, không có đáp lời. Cố ấu anh thấy hắn thần sắc động dung vài phần, làm trầm trọng thêm nói, ngươi thả yên tâm, ta sẽ không bại lộ cái gì, ta hôm nay gặp ngu su, còn cùng nàng nói hảo chút lời nói, đều không có bại lộ bất luận cái gì sự tình, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cái gì ngươi nói cái gì ngươi hôm nay gặp ngu Su. ngu Su nhưng có nói với ngươi cái gì các ngươi hai người nhưng có nói ca ca ta thật sự nhìn không ra tới a à. nguyên lai ngươi ánh mắt như thế không tốt khi ngu gia tam cô nương rốt cuộc nơi nào tốt ngươi thích ngu gia tam cô nương làm cái gì cố ấu anh hỏi ngươi nói lời này là có ý tứ gì cái gì ngu gia cố ấu trầm nói nơi này nuốt xuống một ngụm nước bọt ngươi là từ ngu su trong miệng biết được mà, xem ra ngu su nói đều là nói thật, ngươi quả nhiên là thích ngu gia tam cô nương, ta hảo ca ca, ngươi chính là quận vương, ngươi như thế nào có thể đối một cái thứ nữ động tâm, nữ nhân kia có cái gì tốt, một chút bài mặt đều không có, ngươi thích như vậy một nữ nhân, còn không bằng đi thích ngu su đâu, cố ấu trầm nghe đến đó, trong lòng một mà nhắc lên. Ngu su đã phát hiện cố ấu anh thân phận, nàng đã biết được hôm nay đi trong cung người không phải chính mình nhưng nàng vẫn chưa giáp mặt chọc thủng, cố ý nói chính mình thích ngu sân, chỉ sợ là bởi vì chỉ có nói như vậy, cố ấu anh mới có thể mơ mơ màng màng về phía chính mình truyền đạt, làm sao bây giờ, ngu xu nếu biết được, tứ ca ca cũng sẽ biết đến, lúc trước chính mình ở tứ ca ca trước mặt lời thề son sắc đáp ứng sẽ không lại giúp bác đệ bất luận cái gì, chính là đảo mắt lại giúp đỡ bác đệ đào thoát ra tới. Chuyện này làm ra tới, chính mình không làm thất vọng ai đâu, ngươi suy nghĩ cái gì cố ấu anh hỏi ta vấn đề không cần ngươi nghĩ nhiều ngươi có thể hay không đáp ứng ta từ hôm nay bắt đầu ngươi không dùng lại ta thân phận cố ấu trầm nói ta biết được ngươi hôm qua ở rượu của ta trong nước hạ dược vật ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu là còn dám làm ra chuyện như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ca ca suy bụng ta ra bụng người nói ta tuy rằng là muốn đi trong cung là nghĩ ra đi hít thở không khí nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới hại ngươi bất luận cái gì ta cho ngươi ăn chỉ là hôn dược, sẽ không có bất luận cái gì hại ngươi thành phần, ca ca cứ việc yên tâm đó là, ngu su sự tình. Ta biết được minh bạch, cùng lắm thì về sau ta không bao giờ đi phản ứng ngu su là được, điểm này ngươi yên tâm, ta yên tâm. Cố ấu trầm thật là phải bị hắn cái này đệ đệ cấp khí cười, chương 404 giả biện, hắn nói những lời này, có phải hay không ý nghĩa hắn còn sẽ mượn chính mình thân phận, khi chính mình cùng hắn nói những lời này không đều là nói vô ích sao cố ấu trầm than ra một hơi tới cuối cùng một lần nếu là lần sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ta à, ngươi không cần lại giải thích ta không muốn nghe ngươi bất luận cái gì giảo biện ta chính mình có mắt ta cũng biết được xem những chuyện ngươi làm chính ngươi trong lòng hiểu rõ không cần phải ta cùng ngươi nói thêm cái gì ngươi nếu là lại không biết hối cải ta phải đối ngươi không khách khí cố ấu trầm uy hiếp Cố ấu anh tưởng thế chính mình biện giải vài câu, nhưng còn chưa có nói xong, cố ấu trầm lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người mà đi. Cố ấu trầm sở hữu nói, đành phải nghẹn nhập trong bụng, ngu su ở cửa cung chờ đợi, không bao lâu, liền thấy cố dịp hàng thân ảnh hướng tới chính mình đi tới. Ngu su vội vàng đi tới, vương gia hôm nay hảo vãn. Bổn vương vừa rồi đi cửu vương trong phủ, muốn xem ngươi có ở đây không, hắn nói cho bổn vương, ngươi ở cửa cung chờ, cố diệp hàng giải thích nói. Ngu su gật gật đầu, ánh mắt nhìn nhìn chung quanh, chỉ vào một bên nói, vương gia, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi theo ta tới. Cố diệp hàng nghe vậy, đi theo ngu su đi tới một bên, vương gia, ta muốn hỏi ngươi, ngày đó cố ấu anh hỏi trảm thời điểm, vương gia ngươi nhưng ở. Ngu su hỏi, cố diệp hàng lắc đầu, bổn vương cũng không ở. Ngày đó có ngoại giao sứ thần tới, bổn vương đi xả giao đi. Ngu su thở dài, này là được. Su su tại hoài nghi cái gì sao, cố dịp hàng xem thấu ngu su tâm sự, hỏi. Ngu su nghĩ nghĩ, mở miệng, ta hoài nghi cố ấu anh căn bản là không có chết, hắn là bị cố ấu trầm cứu. Ngươi vì sao sẽ có như vậy ý tưởng, cố dịp hàng hỏi, lúc trước cố ấu trầm đáp ứng quá chính mình, cố ấu anh sự tình hắn tuyệt không sẽ nhúng tay, làm sao sẽ phạm phải như vậy sai lầm tới. Ngu Xu liền đem hôm nay sự tình báo cho Cố Diệp Hàng, Cố Diệp Hàng nheo lại mắt, nặng nề nói, ngươi phỏng đoán không có sai, hôm nay phát sinh sự tình nếu đúng như cùng ngươi nói như vậy, kia Cố Ấu Anh cũng chưa chết đi. Khi Cố Ấu Trầm đi nơi nào, Cố Ấu Trầm sẽ không có việc gì đi, Cố Ấu Anh loại người này chính là người điên, khó tránh khỏi sẽ đối Cố Ấu Anh làm ra cái gì tới, ta có điểm lo lắng Cố Ấu Trầm sẽ bị Cố Ấu Anh cấp, hắn sẽ không động thủ, ít nhất hiện tại sẽ không bọn họ hai người tuy rằng là huynh đệ nhưng cố ấu anh đối cố ấu trầm hiểu biết cũng không nhiều ở thay thế cố ấu trầm vị trí phía trước cố ấu anh hẳn là sẽ thường ra tới đi lại hắn cần thiết muốn xác nhận không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến hắn mới có thể vô thanh vô tức mà thay thế được cố ấu anh cố ấu trầm tâm cố diệp hàng đều không phải là không phải không hiểu biết chỉ là cố ấu trầm không khỏi quá mức thiên chân cố ấu anh tâm tư trầm trọng vì đạt tới mục đích của chính mình hắn có thể hy sinh khác bất luận cái gì sự vật. Cố ấu trầm tuy là cứu tánh mạng của hắn, nhưng là hắn trong lòng nhất định sẽ không cảm kích cố ấu trầm bất luận cái gì. Bổn vương sẽ đi tìm ấu trầm hiểu biết việc này. Cố diệp hàng nói, vương gia trước không cần đi, cố ấu trầm sẽ chính mình tới tìm ta. Ngu su nói, rốt cuộc ta ở cố ấu anh trước mặt nói hắn thích ngu Sơn, ta vì sao sẽ nói như thế, cố ấu trầm nhất định sẽ minh bạch ta dụng ý, ta cùng ấu trầm là cùng thế hệ, ta biết được tâm tư của hắn, rất nhiều lời nói ta cũng hảo trước cùng hắn nói. Chờ ta cùng hắn thuyết phục lúc sau, lại làm hắn tới tìm vương gia cũng không muộn. Ngu su nói, cố dịp hàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, như thế tới, liền như ngươi nói làm như vậy đi. Ngu su gợi lên một mặt ý cười, gật gật đầu, hai người nói định rồi lúc sau, ngu su liền trở về cung. Nàng túc ở Thái Hậu nương nương trong phủ, ngày thứ hai trực tiếp đi cố lẫm trong cung. Cố lẫm thấy ngu su tới, ăn một ngụm dược, buông chén thuốc vui sướng mà hướng tới ngu su đi rồi đi, tiểu tẩu tẩu, ngươi tới xem ta, ngươi rõ ràng liền không có bệnh, ăn chính là cái gì dược? Ngu su hỏi, là tứ ca làm lâm đại phu cho ta khai dược phòng, dưỡng thân mình dùng, cũng không có bất luận cái gì không tốt, cố lẫm nói, tứ tẩu còn thỉnh an tâm. Ngô su đi lên trước, bưng lên chén thuốc nghe nghe, lại nhăn lại mày, này dược là ai cho ngươi chiên, là ta ma ma, ma ma đối ta thực hảo, là ta tin quá người, tứ tẩu yên tâm đó là. Cố lẫm cười tủng tiễn địa đạo. Ngu su trầm mặt một lát, ngước mắt hỏi, cửu điện hạ, ngươi nhưng có phương thuốc tử, này dược ngươi trước đừng dùng, dù sao ta đã tới, đến lúc đó ta lại khai tân dược vật cho ngươi, vô luận là ai cho ngươi sắc thuốc. Ngươi trước đừng uống, cố lẫm thần sắc tức khắc khẩn trương lên, vương tẩu lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người muốn hại ta tánh mạng sao? Ta đích xác có này hoài nghi. Ngu su nói, nhưng trước xem phương thuốc đi. Hiện tại còn không thể thuyết minh nguyên do, cũng không thể trực tiếp hoài nghi bất luận kẻ nào. Ngu su nói xong, cố lẫm một bộ tâm thần không yên bộ dáng, thấy nàng như thế, ngu su thở ra một hơi tới, nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta nói rồi, ta sẽ che chở ngươi, cũng sẽ giúp đỡ ngươi, chỉ cần có ta ở, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì liền tính ngươi không tin được những người khác, ngươi cũng nên tín nhiệm ta không phải. Ta chính là ngươi hoàng tẩu, ta biết được, ta tín nhiệm vương tẩu ngươi. Cố lẫm nói, ngu su thấy thế, vỗ vỗ đầu của hắn, an ủi vài phần. Không bao lâu, một nô tỳ vào phòng nói, vương phi, bảy quận vương tới. Bảy quận vương. Ngu su đứng lên, tới sớm như vậy sao, cửu điện hạ, ngươi hảo hảo ở trong phòng nghỉ tạm, ta cùng bảy quận vương có chuyện quan trọng muốn nói. Ngu Su nói. Cố lẫm gật gật đầu, làm trở về trên giường. Ngu Su đi đến chính đường, cố ấu trầm đã ở nội đường ngồi, hắn biểu tình có chút nôn nóng, thấy Ngu Su, ánh mắt thậm chí bắt đầu rồi trốn tránh. Ngu Su cười cười, ngồi xuống thân nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi như vậy sợ hãi là làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi làm cái gì sao? Ngu Su hỏi ta tất nhiên là biết ngươi sẽ không đối ta làm cái gì cũng đúng là bởi vì cái này nguyên do ta ta mới càng là sợ hãi cố ấu trầm thanh âm nhỏ đi xuống dù sao cũng là có tật giật mình hắn này tâm tình có thể hảo đi nơi nào ngu xu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái chớp mắt hỏi cố ấu trầm ta hôm nay liền tưởng hảo hảo hỏi ngươi một câu ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì ngươi có biết những chuyện ngươi làm là có bao nhiêu hoang đường ngươi đều đoán được Cố ấu trầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngươi không phải đều cảm thấy ta đã đoán được sao? Nếu ta không có đoán được, ngươi hôm nay không cũng sẽ không tới tìm ta tới, không phải sao? Ngu su chất vấn nói, cố ấu trầm gật gật đầu, đích xác, ngươi đã ám chỉ ta, ta tự nhiên rõ ràng, ngươi cái gì đều phỏng đoán tới rồi, chỉ là muốn nhìn ta có thừa nhận hay không thôi, cố ấu trầm, ngươi là kẻ điên sao? Vì sao phải làm như vậy mạo hiểm sự tình ra tới? nếu chuyện này bị thánh thượng đã biết, ngươi cảm thấy ngươi có thể được đến cái gì hảo quả tử, ngu xu quả thực muốn chọc giận điên rồi, cố ấu trầm là dùng chính mình tánh mạng tới mạo hiểm, hắn cố ấu anh đáng giá sao, chương 405 trái tim băng giá, cố ấu trầm cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngu xu, mặc kệ như thế nào, ấu anh đều là ta đệ đệ, ta mẫu hậu nói qua, ta là làm ca ca, vô luận khi nào, đều phải hảo hảo bảo hộ ta đệ đệ, như vậy cảm tình ta không có cách nào nói tỉ mỉ nhưng là cố ấu anh ta cần thiết muốn giúp hắn vô luận như thế nào đều cần thiết muốn giúp mới là ngươi giúp ngươi giúp chính là suýt nữa làm chính mình mất đi tánh mạng ngu Su nói ngươi hảo tâm cố ấu anh nếu thật sự có thể thể hội ngươi cảm thấy hắn còn sẽ dùng thân phận của ngươi nơi nơi chạy loạn sao ngươi cảm thấy ngươi thật sự giúp hắn ngươi đây là hại hắn a cố ấu anh là một cái không biết cảm kích người trợ giúp người như vậy cuối cùng làm hại là chính mình đáng tiếc cố ấu trầm sẽ không minh bạch đạo lý này ở hắn trong lòng cố ấu anh vĩnh viễn đều là chính mình thân nhân cố ấu trầm nói ngu xu ta minh bạch ngươi tức giận địa phương ngươi là ở lo lắng ta lo lắng ta một khi bị người phát hiện có lẽ ta tánh mạng liền không có ta lo lắng cũng không phải chuyện này cố ấu anh không phải một cái người tốt ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá hắn đầu óc trung tưởng vĩnh viễn đều là chính mình sẽ không để ý ngươi bất luận cái gì liền tính ngươi là hắn ca ca lại có thể như thế nào nên lợi dụng ngươi địa phương hắn vẫn là sẽ lợi dụng cố ấu trầm nếu hắn thật sự đem ngươi coi như ca ca biết được ngươi một mảnh khổ tâm hôm qua hắn liền sẽ không xuất hiện ở ta trước mắt cũng sẽ không ở trong cung nháo sự hôm qua cũng may là ta nhìn thấy nếu đổi làm là thánh thượng nhìn thấy thánh thượng cũng sẽ có hoài nghi cố ấu trầm không phải một cái sẽ đối cung nhân động thủ người thánh thượng là cố ấu trầm huynh đệ hắn tính tình hắn cũng hiểu biết cố ấu trầm sẽ bị cố ấu anh làm hại mất tánh mạng cố ấu trầm gục đầu xuống tới hắn không biết nên như thế nào nói mới có thể làm ngu xu tha thứ chính mình hắn hiện tại biết đến là ngu xu chỉ sợ đều sẽ không tha thứ chính mình cái gì chính mình làm sự tình quá mức phát hỏa ấu trầm ta cuối cùng hỏi ngươi một câu ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm ngu xu hỏi chuyện này cùng ngươi không quan hệ ta nếu đã cứu cố ấu anh ta sẽ gánh vác hậu quả, nếu về sau cố ấu anh làm ra sự tình gì ra tới, hoặc là hắn thật sự hại chết ta, ta cũng thản nhiên tiếp thu như vậy kết quả, rốt cuộc chuyện này, là ta lúc trước một tay tạo thành. Cố ấu trầm thở dài nói, ngu su thật là phải bị khí khóc, cho nên chính mình nói này hết thảy, cố ấu trầm là thật sự toàn bộ đều nghe không hiểu sao. Nàng chân chính muốn cố ấu trầm minh bạch chính là cố ấu anh không phải một cái có thể giúp người, hắn làm việc này, từ đầu tới đuôi liền không có ý kiến chuyện tốt, lúc trước hắn vẫn là tám quận vương thời điểm liền hại cố ấu trầm không ít, hiện giờ hắn mất đi tám quận vương cái này thân phận, cố ấu trầm lại như thế trợ giúp hắn, có lẽ hắn cũng sẽ đem tâm tư đánh vào cố ấu trầm trên đầu, mu su, ta đã không có đường lui ngươi hiểu chưa? Cố ấu trầm đè thấp giọng nói, nói, ta biết, ta làm sự tình thực ngu xuẩn, lúc trước biết cố ấu anh muốn chết thời điểm, ta cũng tưởng tiếp thu chuyện này, ta cũng hoàn toàn không tưởng nhúng tay chính là ta thật sự làm không được a à, người nam nhân này là ta đệ đệ chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên lưu máu tươi cũng là giống nhau như đúc ta sao có thể sao có thể từ bỏ hắn đâu ta biết ngươi muốn nói cái gì ta cũng minh bạch ngươi có lẽ cảm thấy ta là thật ngu xuẩn nhưng ta thật thật là không có bất luận cái gì biện pháp ta cố ấu trầm lộ ra thống khổ thần sắc ngu xu hắn là ta duy nhất thân đệ đệ ta cần thiết phải bảo vệ hắn. Ngươi bảo hộ hắn, ngươi cũng phải nhìn có đáng giá hay không, hôm qua, là hắn được đến ngươi cho phép mới xuất hiện ở trong cung sao. Ngu su lạnh giọng chất vấn nói, cố ấu trầm lắc đầu, là hắn dùng mễ dược đem ta mê choáng, mới vào trong cung. Ngu su nghe được lời này, thật thật là muốn chọc giận cái chết khiếp, nghe một chút, đây là người ta nói nói sao, cố ấu trầm thật đúng là một khối đầu gỗ, hắn đều đem ngươi mê choáng, Ngươi còn cảm thấy hắn sẽ không hại ngươi tánh mạng. Cố ấu anh, ngươi như thế nào có thể như thế ngu xuẩn đâu. Hảo, ngu xu, ngươi không cần lại khuyên ta. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là ta hiện tại đã muốn chạy tới nông nổi này. Ta là không có khả năng quay đầu lại. Cố ấu anh lúc trước hắn đã quyết định muốn cứu. Hắn nên đối mặt chính mình như vậy lựa chọn. Ngu xu cười cười, ta không nghĩ khuyên ngươi cái gì. Ta cũng biết, khuyên ngươi là vô dụng, chính như ngươi nói như vậy đây là chính ngươi lựa chọn. Chính là, ta hy vọng ngươi có thể đi trông thấy vương gia, vương gia cũng biết chuyện này, ngươi làm gì đem việc này nói cho tứ ca ca. Cố ấu trầm nói, ngươi này không phải ở hại ta sao, tứ ca biết chuyện này sao, sẽ không mắng chết ta mới là lạ đâu. Ngươi cũng biết được chính ngươi làm sự tình có bao nhiêu hoang đường đi, liền tính vương gia mắng chết ngươi, cũng là ngươi nên thừa nhận sự tình. Ngu su hừ lạnh nói. Cố ấu trầm biểu môi ba, đau đầu mà lợi hại, ngu su này đầu còn hảo thuyết, cố dịp hàng nhưng không có như vậy hảo lừa gạt. Ngu su đem chuyện này nói cho cố dịp hàng nghe cũng là không gì đáng trách sự tình, rốt cuộc chính mình thọc ra lớn như vậy cái sọc tới. Nhưng lúc trước đáp ứng tứ ca sự tình, hiện giờ xem ra nghiễm nhiên thành một cái chê cười. Cố ấu trầm không biết nên dùng như thế nào thể diện đi gặp cố dịp hàng. Cố ấu trầm, ta cuối cùng tưởng đối với ngươi nói một lời. Ngươi cứu cố ấu anh, chuyện này không gì đáng trách, Trước cuộc cố ấu anh là ngươi đệ đệ, ngươi muốn cứu hắn là hẳn là sự tình. Chính là ngươi cái này đệ đệ, chính là trăm phương ngàn kế muốn hại ngươi, mà chúng ta là toàn tâm toàn ý vì ngươi tốt, tuy nói chúng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng so với cố ấu anh tới, chúng ta đối với ngươi tâm lại là chân thành. Ta không biết ngươi là như thế nào tưởng, ta cũng không nghĩ rõ ràng ngươi lúc sau sẽ làm ra như thế nào sự tình tới, nhưng là nếu ngươi muốn bởi vì cố ấu anh mà cùng chúng ta ly tâm, ngươi sẽ chỉ làm chúng ta cảm giác được trái tim băng giá. Đây là ta tưởng nói với ngươi lời nói, hy vọng ngươi có thể rõ ràng minh bạch. Ngu su nói, huyết thống coi như là cái gì, chẳng lẽ có huyết thống quan hệ, liền tính người kia muốn giết chính mình, muốn hại chính mình, chính mình cũng muốn đem nàng coi như là thân nhân sao. Sự tình nơi nào sẽ có như vậy đơn giản? Ngu su chân chính muốn, là có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau thân nhân. Nàng đem cố ấu trầm coi như thân nhân, nhưng cố ấu trầm lại muốn bởi vì cố ấu anh mà cùng chính mình ly tâm. Ngu su có thể lý giải cố ấu trầm, nhưng là không thể thông cảm, cố ấu trầm, không cần tra tấn chính mình được chứ. Không có bất luận kẻ nào sẽ trách ngươi, ngươi mẫu thân cũng sẽ không trách ngươi, rốt cuộc những việc này, đều là cố ấu anh tự làm kém không thể sống, ngươi không cần phải bởi vì người khác mà hủy hoại chính mình nhất sinh, như vậy cũng không công bằng, ngươi cũng không cần làm như thế. Ngươi đi tìm vương gia đi, Ta thật là không có ở cùng ngươi nói chuyện phía trước liền đem cố ấu anh sự tình nói cho vương gia, nhưng ta cũng không hối hận, ta cũng hoàn toàn không cảm thấy ta chuyện này làm sai cái gì. Ngu su nặng nề than ra một hơi, dừng tay nói, chương 406 tùy ý đi lại, ta minh bạch. Cố ấu trầm nói, thất ca ca, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, kia bác ca vốn là không phải cái gì người tốt, vẫn luôn tránh ở bình phong sau nghe lén cố lẫm lộ ra đầu, hắn cười lạnh nhìn cố ấu trầm, trong mắt lòe ra vài phần hận ý ngu xu chớp chớp mắt nhìn nhìn cố lẫm lại nhìn nhìn cố ấu trầm các ngươi hai người là chuyện như thế nào cảm giác cửu đệ xin lỗi ta biết được ngươi khả năng đời này đều không thể tha thứ ta nhưng là tứ ca ca đã cùng ta nói lúc trước người nọ là bác ca cũng không phải ngươi cố lẫm nói ta thật là lộng không rõ ngươi còn muốn giúp đỡ cố lẫm tới trình độ nào vì sao phải vẫn luôn làm như vậy ngươi nhưng biết được lúc trước không biết chân tướng ta cỡ nào hận ngươi sao, cố ấu trầm cắn cắn môi cánh, vẫn chưa trả lời, xoay người mà đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì sao các ngươi lời nói, ta một chữ đều nghe không hiểu đâu. Ngu su hỏi, cố lẫm ngồi xuống thân, chậm rãi nói, tứ tẩu tẩu, ta có một con mắt là nhìn không thấy đồ vật, là bị tám quận vương cấp làm hại, lúc trước, phụ hoàng được một con trân điểu, đưa cho ta, tám quận vương muốn được đến này điểu vì thế tới tìm ta nhưng là ta không nghĩ cho hắn đó là cự tuyệt tám quận vương ôm hận trong lòng cùng ta đẩy nhương lên làm ta đánh vào trên tảng đá cố lẫm nói xoa chính mình mắt trái ta mắt trái bởi vì chuyện này vẫn luôn đều nhìn không thấy đồ vật nhìn qua cùng bình thường đôi mắt cũng không có cái gì khác biệt trên thực tế bất luận cái gì sự vật đều nhìn không rõ ràng lắm ngu xu nghe hắn nói như thế theo bản năng mà nuốt nuốt một ngụm nước bọt ta vẫn luôn cho rằng là bảy quận vương làm, bởi vì chuyện này phát sinh lúc sau, bọn họ trừng phạt chính là bảy quận vương, sau lại ta mới biết được, là bảy quận vương giúp tám quận vương gánh tội thay. Cố lẫm nói, ta liền không rõ, thất ca vì sao phải làm như thế, chẳng lẽ hắn liền như vậy hy vọng ta hận hắn sao, hắn đệ đệ vốn là không phải cái gì người tốt, không chỉ là hại ta tánh mạng, còn hại chính hắn, tám quận vương vẫn luôn đều ở trong cung làm theo ý mình, có đôi khi gặp được tám quận vương, trong lòng ta tràn đầy hận ý, không có một chút hảo thái độ. Ta vốn định cùng bảy quận vương hảo hảo ở chung, chính là ta không nghĩ tới hắn vẫn luôn là hướng về tám quận vương. nói nơi này, cố lẫm trong mắt dần hiện ra vài phần bị thương cảm xúc. hắn không có huynh đệ, cùng mặt khác hoàng tử cũng hoàn toàn không thân thiết. cố ấu trầm cùng hắn tuổi tác sấp xỉ, lúc trước hắn thật sự cho rằng có thể cùng cố ấu trầm trở thành bằng hữu. hiện tại nghĩ đến, bất quá là chính mình suy si tâm vọng tưởng thôi hắn muốn cùng cố ấu trầm trở thành bằng hữu, nhưng người khác lại đem chính mình coi như người xa lạ. Ngu xu vỗ vỗ cố lẫm đầu, khuyên giải an ủi nói, ta đều không hiểu được ngươi đã trải qua nhiều như vậy sự tình, ngươi yên tâm, tám quận vương sẽ vì chính mình đã từng đã làm sự tình trả giá đại giới, ngươi cũng không cần có bất luận cái gì lo lắng, ngươi nếu thật muốn cùng bảy quận vương trở thành bằng hữu, về sau có rất nhiều thời gian, bảy quận vương cũng hoàn toàn không chán ghét ngươi hắn đối với ngươi càng có rất nhiều trong lòng ấy nấy, cố lẫm nghe thế câu nói, vui mừng đến gật gật đầu. Ngu su tuy rằng cùng hắn ở chung không lâu, nhưng ngu su lời nói, chính mình đều là tin tưởng, cố ấu trầm trở về trong phủ, suốt một đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn nghĩ ngu su nói, đầu óc lại đau một chút. Ngoài cửa sổ vào lúc này xuất hiện tiếng bước chân, cố ấu trầm nhíu mày, dư quan liếc về phía ngoài cửa sổ, thấy là cố ấu anh bóng người ở chấp động cố ấu trầm nhắm lại mắt làm bộ cái gì đều không có phát hiện cố ấu anh đẩy ra cố ấu trầm môn thật cẩn thận mà đi đến hắn nhìn về phía trên giường đang ở đi vào giấc ngủ cố ấu trầm nuốt xuống một ngụm nước bọt trong tay chuyển thủ hướng tới cố ấu trầm dò xét đi hắn vừa muốn đâm thời điểm chính mình lại tạm dừng xuống dưới hiện tại còn không phải hảo thời cơ cố ấu trầm gần nhất luôn là tâm sự nặng nề mà khó tránh khỏi sẽ bại lộ chính mình thân phận nếu ở thời điểm này đối cố ấu trầm bất lợi cuối cùng chính mình khả năng sẽ thật sự bại lộ hắn thở ra một hơi nhưng là nếu không giết cố ấu trầm cố ấu anh thật sự thực sợ hãi cố ấu trầm sẽ bởi vậy bại lộ chính mình hắn là tín nhiệm cố dịp hàng cố dịp hàng là chính mình địch nhân cố ấu anh như thế tín nhiệm cùng hắn khó tránh khỏi có một ngày sẽ đem chính mình thân phận bại lộ cố ấu anh nhìn trên giường cố ấu trầm nghĩ nghĩ vẫn là thu hồi chủy thủ hắn ca ca không có hắn tâm cơ thâm trầm, tâm địa cũng không đủ rét lạnh, chính mình vẫn là có cơ hội, còn có cơ hội giết chết cố ấu trầm. Hắn không thể sốt ruột, cố ấu trầm chính là trong lòng chi điểu, chờ chính mình sâu xé, cố ấu anh như thế nghĩ, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, ca ca, nếu ta đến lúc đó thật sự giết ngươi, ngươi ngàn vạn chớ có trách ta nhẫn tâm, ngươi muốn trách ngươi liền tự trách mình, vì sao lúc trước muốn đã cứu ta, nếu đã cứu ta tánh mạng, liền phải tiếp thu vận mệnh, hắn như thế nghĩ, xoay người mà đi, hắn rời đi nháy mắt, cố ấu trầm mở bừng mắt. Cố ấu trầm xoa xoa giữa mày, vừa rồi cố ấu anh rõ ràng có cơ hội choáng ván chính mình, nhưng là lại không có động thủ, có phải hay không đại biểu cho cố ấu anh trong lòng là có chính mình như vậy một cái ca ca, nếu bằng không, cố ấu anh hẳn là sớm đã động thủ mới là, cố ấu trầm khóe miệng gợi lên một nụ cười, hắn hiện tại tưởng những thứ này để làm gì. Ngu Su nói quả nhiên không có sai, hắn là chân chính ngu xuẩn, cố ấu anh rõ ràng là muốn giết chính mình, nhưng là chính mình lại nơi trốn vì cố ấu anh mà suy xét, hắn làm những việc này, thật sự đáng giá sao. Ngày kế, cố ấu trầm mặt chỉnh tề, mới vừa đẩy ra cửa phòng, liền thấy cố ấu anh đứng ở chính mình trước cửa, ta nói rồi, cho dù là ở trong phủ, ngươi cũng không cần tùy ý đi lại. Cố ấu trầm nói, cố ấu anh không sao cả nhún nhún vai, trong phủ người đều là ngươi tâm phúc, ta liền tính ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không bại lộ cái gì, ca ca ngươi hẳn là yên tâm mới là, dù sao cũng là ngươi người không phải sao. Cố ấu trầm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, vừa định xẹt qua hắn rời đi khi, cố ấu anh lại ngăn lại hắn, hôm nay không phải nghỉ tắm gội sao. Ca ca ngươi đây là đi nơi nào? Đi gặp tứ ca. Cố ấu trầm nói, cố ấu anh nhăn lại mày, ngươi đi gặp tứ ca làm cái gì? chẳng lẽ ngươi tưởng tố giác ta không phải ta có chuyện muốn cùng tứ ca thương nghị là quân doanh sự tình cố ấu trầm nói hắn nói nơi này dừng một chút cố ấu anh ngươi vì sao sẽ sợ hãi ta sẽ tố giác ngươi ngươi không phải đã nói chúng ta là người trên một chiếc thuyền sao nếu chúng ta sống chết có nhau ngươi vì sao sẽ có như vậy lo lắng cố ấu anh nuốt xuống một ngụm nước bọt nếu hắn không có ý tưởng khác hắn tự nhiên sẽ không có như vậy lo lắng rốt cuộc ở người khác trong mắt, chính mình đã là chết người. Nhưng nếu là Cố Ấu Trầm đem chính mình thân phận nói đi ra ngoài, hắn đời này đều không thể thay thế Cố Ấu Trầm vị trí, hỏi ngươi đâu, ngươi ở sợ hãi cái gì? Cố Ấu Trầm nói, ta hảo ca ca, ta có cái gì nhưng sợ hãi, ngươi không phải đã nói, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Chương 407 nhận sai, Cố Ấu anh bồi cười nói, Cố Ấu Trầm lạnh lùng cười, đối Cố Ấu anh nói, hắn thật là một chữ đều không muốn tin tưởng. Ngươi liền không cần ở ta nơi này nói thêm cái gì, cố ấu anh, ta biết được ngươi ở sợ hãi cái gì, ta cũng biết ngươi muốn làm cái gì, ta tưởng nói cho ngươi chính là, ngươi tốt nhất từ bỏ ngươi trong lòng những cái đó tính toán, ngươi muốn vĩnh viễn đều sẽ không thực hiện. Cố ấu trầm nhắc nhở nói, cố ấu anh nhấp khẩn cánh môi, hắn muốn biện giải, nhưng lời nói mới từ bên miệng muốn nói ra, rồi lại vô lực nuốt xuống. Cố ấu trầm là nhất hiểu biết chính bình tính tình người hắn như thế đối chính mình nói chuyện chắc là phát hiện cái gì rốt cuộc chính mình mượn quá thân phận của hắn cố ấu trầm trong lòng thật sự không có hoài nghi sao cố ấu anh không tin ta đi trước cố ấu trầm dứt lời xoay người mà đi cố ấu anh đứng ở hắn phía sau trong lòng không cấm thấp thỏm lên cố ấu trầm dọc theo đường đi xe ngựa ở trên xe ngựa tâm tình của mình một trên một dưới hắn không biết chờ lát nữa thấy tứ ca chính mình nên như thế nào nói Tứ ca lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình, có thể hay không từ hôm nay trở đi, tứ ca liền không nghĩ cùng chính mình nói chuyện, Cố Ấu Trầm trong lòng sợ hãi cực kỳ, hắn đứng ngồi không yên, này dọc theo đường đi chạy khoảng cách sắp đem hắn tâm cấp đánh sập, Cố Ấu Trầm thở ra một hơi tới, xe ngựa cuối cùng vẫn là chạy tới rồi phụng thân vương phủ. Cố Ấu Trầm theo quản sự đi vào, mới vừa đi đến cửa chính trước, liền nhìn thấy Tả Khuynh. Tả Khuynh thấy là Cố Ấu Trầm tới, chắp tay nói: bảy quận vương. Tứ ca chính là nổi lên. Đang làm cái gì, cố ấu trầm hỏi chuyện nói, ở thư phòng chờ bảy quận vương đâu. Tả khuynh nói, tứ ca như thế nào biết ta hôm nay sẽ tìm đến hắn. Cố ấu trầm kinh ngạc nói. Chuyện này chính mình rõ ràng không có cùng bất luận kẻ nào nói mới đúng, tứ ca là làm sao mà biết được. Nhưng ngay sau đó, cố ấu trầm phản ứng lại đây, tứ ca nếu đã biết chính mình trộm cất giấu cố ấu anh sự tình, loại này việc nhỏ nhi, hắn như thế nào phỏng đoán không ra, cố ấu trầm than ra một hơi, đi vào trong phòng. Cố Diệp Hàng thấy là cố ấu trầm tới, chỉ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua, lại rủ xuống đôi mắt, tứ ca. Cố ấu trầm nói, ngươi tới bổn vương nơi này làm cái gì? Cố Diệp Hàng nhẹ giọng hỏi. Cố ấu trầm nuốt nuốt, như là làm sai sự tình hài tử, chân tay luống cuốn, ngươi nếu là không nói, ngươi thả đi ra ngoài đó là, bổn vương nơi này không thiếu bất luận cái gì người câm cố dịp hàng nói cố ấu trầm nghe được lời này quỳ xuống nói tứ ca ta sai rồi là ta sai lúc trước ta rõ ràng đáp ứng rồi ngươi nói cuối cùng vẫn là làm ra loại chuyện này tới ta đem bác đệ tàn nhập trong phủ ngày ấy bác đệ còn vào cung bị tứ tẩu phát hiện nếu ngô xu không có phát hiện nói ngươi có phải hay không tính toán cất giấu cố ấu anh cố dịp hàng cho mày hỏi cố ấu trầm hơi hơi hé miệng Hắn vô pháp làm ra bất luận cái gì phản bác, rốt cuộc đây là sự thật, nếu Ngu Su không có phát hiện cố ấu anh, hắn là tưởng tức giấu cố ấu anh cả đời, chỉ cần cố ấu anh không làm ngạch bất luận cái gì chuyện khác người, chính mình dưỡng hắn cả đời lại có thể như thế nào đâu, thất đệ, ngươi là ngốc đâu? Vẫn là thiên chân, ngươi có biết không chính mình dưỡng một con rắn tại bên người? Cố dịp hàng hỏi, cố ấu trầm gật gật đầu, ta tự nhiên là biết được nhưng là bác đệ từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên ta cùng bác đệ hai người tuy nói không đối phó nhưng chúng ta cãi nhau ầm ĩ ngẫu nhiên cũng từng có huynh đệ tình thâm thời điểm ta tin tưởng bác đệ trong lòng là có ta cái này ca ca cho nên cố ấu trầm chú trọng tình nghĩa đây chính là hắn thân đệ đệ a muốn chính mình như vậy trơ mắt nhìn hắn chết chính mình sao có thể làm được đến cố dịp hàng thang ra một hơi tới ngươi là đem hắn coi như đệ đệ chính là hắn không có đem ngươi coi như ca ca nhiều năm như vậy ngươi đều xem không rõ đạo lý này sao người là phải vì đáng giá người trả giá không cần vì không đáng người lãng phí sinh mệnh ta à, chính quận vương sự tình ngươi còn nhớ rõ hắn đôi mắt đến nay đều nhìn không thấy nếu không phải lúc trước là bổn vương cùng hắn giải thích rõ ràng hắn đến nay đều ghi hận ngươi ngươi phải hiểu được một khi bị người ghi hận thượng là tám điều dây thường đều kéo không trở lại cố dịp hàng nói phàm là cửu đệ là cái lòng dạ hẹp hòi phàm là hắn tưởng báo thù hắn phải đối phó người là ngươi a ngươi tánh mạng khả năng cứ như vậy không có ngươi làm ra như vậy hy sinh ngươi có từng nhìn thấy ngươi kia đệ đệ làm cái gì hắn đem việc này coi như tập mãi thành thói quen giống nhau tiếp tục làm ác thậm chí tiếp tục cùng ngươi làm đối cố ấu trầm nắm chặt nổi lên nắm tay lúc trước chính mình cũng là vì chuyện này cùng cố ấu anh ly tâm nguyên bản ở khi còn nhỏ bọn họ hai quan hệ cũng không giống hôm nay như vậy khẩn trương khi đó cố ấu trầm vẫn là một lòng hướng về cố ấu anh mà cố ấu anh tuy rằng cảm thấy chính mình phiền toái có khi cũng thực vụng về nhưng vẫn là đem chính mình coi như ca ca nhưng chính quận vương mà sự tình phát sinh lúc sau tất cả mọi người tưởng chính mình làm hắn vô tư hy sinh chính mình nguyên bản tưởng gọi tới cố ấu anh cảm động cùng ân tình chính là cố ấu anh lại không sao cả chỉ đem loại chuyện này coi như ca ca đối đệ đệ tất yếu hy sinh khi đó chính mình tâm đã rét lạnh hắn dần dần mà rời xa cố ấu anh hai người khoảng cách càng thêm xa ngươi chính là sách không rõ nếu cố ấu anh có thể sửa lại chính mình tính tình hắn sớm đã sửa lại nhưng hắn hiện tại vẫn là đem ngươi lâm vào nguy cơ bên trong ngươi có từng nghĩ tới cố ấu anh rõ ràng biết được chính mình thân phận bị người phát hiện sẽ là cỡ nào nguy hiểm sự tình nhưng hắn vẫn là đi hoàng cung nếu lúc ấy ngu su trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng thân phận của hắn, ngươi còn có thể sống sao? Cố Diệp Hàng hỏi, cố ấu trầm tâm thật mạnh trầm xuống, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhiều như vậy, rốt cuộc lúc ấy cố ấu anh bình an trở về, hắn chỉ là đương cố ấu anh nghịch ngợm ái trêu chọc thị phi thôi, nhưng này đó tình huống, chính mình lại là chưa bao giờ chiều sâu nghĩ tới, hắn lại nghĩ tới hôm qua, cố ấu anh đi vào chính mình phòng muốn giết chính mình. Nhưng là cố ấu anh cuối cùng lại không có động thủ. Đây là vì sao, kỳ thật chính mình trong lòng cũng là minh bạch. Bác đệ hắn là có tâm, hắn hôm qua nghĩ đến giết ta, nhưng là vẫn chưa động thủ, tứ ca, chỉ cần hảo hảo khai đạo bác đệ, hắn hẳn là có thể. Ta hôm nay tới. Ta là tưởng làm ơn tứ ca, đem bác đệ đưa ra kinh thành, hắn. Hắn chỉ cần rời đi kinh thành, hẳn là liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Cố ấu trầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, thần sắc thấp thỏm địa đạo, cố dịp hàng thang ra một hơi nặng nề mà lắc lắc đầu cố ấu trầm vẫn là nhìn không rõ ràng lắm cố ấu anh muốn rõ ràng liền không phải cái gì tự do hắn chân chính muốn chính là cố ấu trầm thân phận ngươi thật đúng là thật là ngốc đến hết thuốc chữa ngươi muốn bổn vương như thế nào nói ngươi mới là cố dịp hàng xoa xoa mặt mày thở dài nói cố ấu trầm cúi đầu ta biết được tứ ca ngươi rất tốt với ta chuyện này là ta cuối cùng cầu tứ ca chỉ cần tứ ca nguyện ý đáp ứng ta làm ta làm chuyện gì ta đều cam tâm tình nguyện, chương 408 khảo nghiệm, làm ngươi làm cái gì, ngươi đều cam tâm tình nguyện, cố dịp hàng nhướng mày, ngươi thật sự cảm thấy, chính mình trả giá là có ý nghĩa sao? Ngươi nếu là cảm thấy có ý nghĩa, bổn vương tự nhiên sẽ không khuyên bảo ngươi cái gì, nhưng là thất đệ, bổn vương muốn nói cho ngươi chính là, hắn đêm qua muốn giết ngươi, đại biểu cái này kế hoạch đã ở hắn trong lòng tồn để lại thật lâu, đại biểu hắn sớm đã muốn đối với ngươi đau hạ sát thủ. Ngươi lại vẫn là đối hắn như thế thấu triệt, đối hắn như thế hảo, ngươi làm việc này, thật là không đáng mà. Ta, à, Cố Ấu Trầm không biết nên như thế nào nói, hắn kỳ thật trong lòng cũng là có vài phần hối hận, nếu không phải bởi vì Cố Ấu anh, chính mình sinh hoạt hẳn là quá thật sự thuận lợi, chính là Cố Ấu anh xuất hiện, làm chính mình ép tới đá bất quá khí tới, lúc trước chính mình là xúc động dưới cứu Cố Ấu anh chính là hiện giờ muốn chính mình liền như vậy từ bỏ cố ấu anh, hắn như thế nào làm đến, hắn tối hôm qua sở dĩ không có giết ngươi, cũng không phải bởi vì hắn sinh ra ẩn nhẫn chi tâm. Ngươi nhưng biết được hắn vì sao phải đi trong cung, cố dịp hàng hỏi, trong cung đối hắn mà nói hẳn là phi thường nguy hiểm địa phương, hắn đi trong cung, một khi bị người phát hiện, ngươi cùng hắn nhưng đều là phải bị chém đầu. Cố ấu anh kỳ thật là một cái phi thường yêu quý chính mình sinh mệnh người, nhưng hắn cũng dám như thế mạo hiểm ngươi nhưng biết được này trong đó là bởi vì cái gì? Cố Diệp Hàng hỏi, cố ấu trầm lắc đầu, ta không hiểu được, tứ ca cảm thấy là bởi vì cái gì? Hắn chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới, cố ấu anh đi trong cung, có lẽ chỉ là... Chỉ là bởi vì muốn thông khí thôi. Chính là... Nhưng nếu thật là đơn thuần thông khí nhàm chán, vì sao phải đi trong cung? Lúc trước chính mình nghe được việc này thời điểm, sinh khí vô cùng, nhưng chưa bao giờ suy xét quá trong đó chân chính nguyên do, cố diệp hàng nói, bởi vì hắn muốn thay thế thân phận của ngươi, cho nên hắn cần thiết muốn đi trong cung, hắn yêu cầu hiểu biết, người nào đối với ngươi quen thuộc, người nào đối với ngươi không quen thuộc, có hay không người sẽ đối hắn sinh ra hoài nghi. Đây là hắn cần thiết đi tìm hiểu, cố ấu trầm mở to mắt, không thể tin được cố diệp hàng suy đoán, nếu cố diệp hàng nói đều là thật sự, kia chính mình không phải rõ đầu rõ đuôi bị lừa đi. Cố ấu trầm trao mày, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn tất nhiên là tin tưởng chính mình ca ca nói, nhưng đối với cố ấu anh, hắn lại có chút hoài nghi. Hôm qua, hắn là động tâm tư, khả năng gần nhất mấy ngày, người đối thái độ của hắn đã dần dần lạnh băng lên, đối mặt người lạnh băng, cố ấu anh trong lòng cũng là thấp thỏm, hắn chỉ sợ sẽ cảm thấy, ngươi sẽ bại lộ thân phận của hắn, bởi vì ngươi đã không còn tin tưởng hắn, cố dịp hàng phân tích nói, ấu trầm, ngươi hiện tại rất nguy hiểm ngươi nhưng biết được nếu ngươi lại không thanh tĩnh lại đây ngươi mệnh rất có khả năng liền thật sự không có ta nói này đó là thật sự ở quan tâm ngươi cố dịp hàng đứng lên hướng tới cố ấu trầm đi đến ấu trầm không cần lại như thế ngu xuẩn những chuyện ngươi làm đều là không đáng hắn không đáng ngươi như thế đối hắn ngươi biết được sao cố ấu trầm cắn răng tứ ca ta không hiểu được nên như thế nào nói ta làm việc này ngươi hẳn là sẽ thực thất vọng mới đúng ta biết được, ngươi nhất định đối ta thất vọng rồi, lúc trước ta đáp ứng ngươi, không cần lại để ý tới cố ấu anh, vô luận hắn làm cái gì, đều cùng ta không quan hệ, chính là cuối cùng, ta lại phá hủy ta hứa hẹn, tứ ca, là ta không đối. Ta cho ngươi tạ lỗi, ngươi cho ta xin lỗi. Cố dịp hàng khẽ cười một tiếng, ngươi cùng xin lỗi làm cái gì, ngươi thực xin lỗi cũng không phải ta, mà là chính ngươi mới đúng, ngươi đối với ngươi chính mình quá mức hà khắc rồi một ít. Ngươi cái gì đều không có làm sai, vô luận bất luận kẻ nào đều sẽ tha thứ ngươi hành động, sai người vĩnh viễn đều không phải là ngươi, minh bạch sao, tứ ca, ta minh bạch ngươi lời nói, cố ấu trầm nói nơi này, quỳ xuống nói, tứ ca, ta cầu ngươi giúp ta làm cuối cùng một sự kiện, ngươi muốn nói cái gì sự tình. Cố Diệp Hàng hỏi, ngươi giúp ta đem ấu anh đưa ra đi thôi. Cố ấu trầm nói, đưa ra kinh thành, nhưng là việc này muốn ở ta xác định hắn không hề thương tổn ta lúc sau ta biết được ta là ngốc tử ta hiện tại còn vọng tưởng cố ấu anh đối ta không có bất luận cái gì muốn thương tổn ý tứ ta tưởng khảo nghiệm hắn một lần nếu hắn có thể thừa nhận trụ ta đối hắn khảo nghiệm còn thỉnh tứ ca giúp ta như vậy một lần cố ấu trầm cũng chỉ có thể làm ơn cố dịp hàng cố dịp hàng cùng chính mình bất đồng hắn là một cái sẽ không xử trí theo cảm tính người mà chính mình lại là một cái trầm mê cảm tình người cố ấu trầm phun ra một hơi tới tứ ca ta cầu xin ngươi ta cũng biết được, chuyện này đối với ngươi mà nói, ngươi hẳn là không muốn, có lẽ, ngươi cũng sẽ đối ta phi thường thất vọng, nhưng... Ta duy nhất có thể cầu chỉ có ngươi. Tứ ca, cố dịp hàng nói, ta tất nhiên là có thể giúp ngươi cái này vội, ta cũng hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, nếu hắn không có thông qua ngươi khảo nghiệm, ngươi không cần dễ dàng buông tha hắn. Cố dịp hàng dứt lời, từ trong lòng lấy ra một cái binh phù đưa cho cố ấu trầm, ngươi đem cái này binh phù đưa cho hắn, ngươi nói, ngươi lập tức liền phải đương tướng quân, ngươi xem hắn sẽ có phản ứng gì, cố ấu trầm minh bạch cố dịp hàng ý tứ, cúi đầu nhận lấy binh phù, ấu trầm, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, ngươi hiểu sao? Cố dịp hàng hỏi, đây là cuối cùng một lần, ngươi mềm lòng thời điểm, bổn vương vẫn luôn đều thực xem trọng ngươi, cũng biết ngươi là một cái thiện lương người, nhưng thiện lương ở cái này quốc gia cũng không nổi tiếng, ngươi thiện lương chung quy sẽ hại ngươi tánh mạng bổn vương hy vọng ngươi thấy rõ ràng người này lúc sau ngươi phải hiểu được ngươi chân chính nên làm là cái gì nếu về sau tái phạm hạ như vậy sai lầm bổn vương tuyệt không sẽ lại giúp ngươi bất luận cái gì không còn dùng được người bổn vương sẽ không lưu trữ cố dịp hàng lạnh lùng nói cố ấu trầm gật đầu hắn minh bạch hai người nói nhẹ nhàng mà cười một tiếng tứ ca ta hiểu được cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta cuối cùng một lần ta đáp ứng ngươi ta sẽ không làm ngươi thất vọng hắn dứt lời nắm binh phù rời đi trong phòng chờ hắn về tới trong phủ khi cố ấu anh đã chờ đợi hồi lâu thấy cố ấu trầm trở về nói đêm nay tứ ca nhưng có nói với ngươi cái gì ngươi xuất hiện vừa lúc ta có chuyện muốn cùng ngươi nói cố ấu trầm cười nói đêm nay thượng mấy cái rượu ngon hảo đồ ăn chúng ta huynh đệ hai người hảo hảo chúc mừng một phen chúc mừng một phen như thế nào là có cái gì chuyện tốt muốn đã xảy ra sao, cố ấu anh an tâm xuống dưới, hắn nguyên bản cho rằng cố ấu trầm sẽ cùng cố dịp hàng nói chính mình sự tình, nguyên lai bọn họ thật là đàm luận chính sự, cố ấu trầm thật sự không có phản bội chính mình, hắn vẫn là có cơ hội, ngươi xem đây là cái gì? Cố ấu trầm từ trong lòng lấy ra binh phù đệ nhập cố ấu anh trong tay, ta này một năm ở quân doanh bên trong biểu hiện làm tứ ca rất là tán dương hắn rốt cuộc quyết định làm ta quản lý quân đội, quản lý quân đội ý nghĩa cái gì, cố ấu anh tất nhiên là biết, hắn trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn cố ấu trầm, chương 409 khảo nghiệm một cố ấu trầm muốn quản lý quân đội. Cố dịp hàng quản lý quân đội đã có thượng vạn người, nếu cấp cố ấu trầm quản lý nói, quân đội ít nói cũng có 5.000 người. Cố ấu anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, tiện diễm mà nhìn cố ấu trầm. Cố ấu trầm nhìn cố ấu anh biểu tình, ánh mắt loáng thoáng hiển lộ ra vài phần mỏng lạnh, hắn nhẹ giọng cười lạnh nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hâm mộ? Loại chuyện này tự nhiên là hâm mộ, cố ấu anh nói, nếu không hâm mộ, khi mới là nói láo đi, làm sao vậy ca ca, chẳng lẽ ta liền hâm mộ đều không thể sao? Hắn khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, lạnh lùng hỏi, cố ấu trầm phun ra một hơi tới, nặng nề mà nhìn về phía cố ấu anh, nói, đêm nay chúng ta huynh đệ hai người hảo hảo mà ăn một chén rượu đi, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Hảo. Cố ấu anh nói, tới rồi ban đêm, cố ấu trầm bày một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, tính lên, hắn cùng cố ấu anh còn chưa bao giờ ở bên nhau uống rượu tâm sự quá, cố ấu trầm dơ lên chung rượu nói, bác đệ, ta kính ngươi một ly đi. Đúng vậy, cố ấu anh nâng lên chung rượu, nhẹ nhàng mà ăn xong, cố ấu trầm khóe miệng gợi lên một nụ cười, nói ta thật là không nghĩ tới chúng ta nguyên lai cũng có như vậy thời điểm bọn họ nguyên lai cũng có thể hảo hảo uống rượu nói chuyện phím cố ấu trầm nguyên bản cho rằng cùng cố ấu anh uống rượu nói chuyện phím chính là giống như nằm mơ giống nhau chính là trăm triệu không thể tưởng được chính là sẽ là cái dạng này kết cục hắn cùng cố ấu trầm gặp nhau ở cùng nhau hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình nơi chốn đều so ra kém cố ấu anh cố ấu anh bằng hữu vĩnh viễn đều so với chính mình nhiều lúc ấy cố ấu anh châm chọc chính mình, nói chính mình vĩnh viễn đều sẽ không cùng hắn ngồi ở cùng trương trên bàn tiệc mặt, cũng sẽ không cùng cố ấu anh cùng uống rượu tâm sự. Cố ấu trầm thật sâu mà nhớ rõ, khi còn nhỏ, bọn họ đều cảm thấy cố ấu anh tương lai sẽ thành nhất có thiên phú hoàng tử, ở lúc còn rất nhỏ, ước chừng 4 năm tuổi bộ dáng, cố ấu trầm mới học được đi đường, cố ấu anh đã học xong ném thẻ vào bình rượu, lúc ấy mẫu thân nói qua, cố ấu anh là nàng kiêu ngạo ngươi vĩnh viễn đều không thể đuổi kịp ta nhưng là ngươi yên tâm tốt xấu ngươi cũng là ta ca ca về sau xảy ra chuyện gì ta sẽ che chở ngươi cố ấu anh vỗ bờ vai của hắn nói cố ấu trầm cho rằng hắn nói đều là nói thật đó là đem lời này vẫn luôn đặt ở trong lòng nhưng là không nghĩ tới cố ấu anh nói đều là lời nói dối hắn kỳ thật chỉ là tưởng ở chính mình trước mặt khoe khoang chính mình năng lực thôi khi còn nhỏ cố ấu trầm vẫn luôn đều tưởng trở thành cố ấu anh giống nhau người chỉ cần trở thành cố ấu anh, hắn là có thể đã chịu mẫu thân chú ý, là có thể đã chịu phụ hoàng chú ý, nhưng là chính mình vĩnh viễn đều là một cái bình thường tồn tại. Cố ấu trầm khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, hắn nguyên bản cho rằng chính mình muốn vẫn luôn sống ở cố ấu anh bóng ma dưới thời điểm, tứ ca xuất hiện, hắn vẫn luôn ở giúp đỡ chính mình, ở lãnh đạo chính mình, chính mình có sẽ không địa phương, tứ ca ca đều sẽ hỗ trợ. Cố ấu trầm trong lòng rất là cảm động, cho nên, Hắn mới đi theo Tứ Ca, cảm thấy Tứ Ca là khắp thiên hạ tốt nhất người, hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, Tứ Ca lúc trước là như thế nào giúp chính mình thoát tội, tất cả mọi người tin tưởng là chính mình hại cố lẫm, chỉ có Tứ Ca, hắn tin chính mình, làm chính mình tẩy thoát hiềm nghi. Đối với chuyện này, Cố Ấu trầm trong lòng rất là cảm kích, hiện tại nhớ tới, đối chính mình người tốt cũng chỉ có Tứ Ca, "Ấu anh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ sao?" Cố Ấu trầm nói khi đó ngươi vĩnh viễn đều là quan mang vạn trượng tồn tại, ta vĩnh viễn đều là đuổi theo ngươi bước chân, không ngừng mà đi trước. Cố ấu anh dừng một chút, không rõ êm đẹp mà cố ấu trầm vì sao sẽ nói ra nói như vậy tới, ca, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn đang trách ta lúc trước sự tình sao? Nếu ngươi là trách tội ta lúc trước cách làm, ta ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi, ngươi đừng giận ta có thể sao, ta có đôi khi thật là một cái thái quá người, ta cũng không quá có thể nói, làm ra sự tình cũng không đủ thể diện nhưng là cố ấu anh nói nơi này dừng một chút kỳ thật ta vẫn luôn đều biết ngươi là rất tốt với ta người đúng là bởi vì ngươi rất tốt với ta cho nên ta mới có thể đủ trở thành hôm nay như vậy ca ta thật sự thực cảm kích ngươi lúc trước sắp bị tử hình thời điểm ta thật sự cảm thấy chính mình không có đường sống nhưng là không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn là giúp ta nói nơi này cố ấu anh nặng nề mà than ra một hơi tới kỳ thật hắn trong lòng đều là biết đến hắn đều biết cố ấu trầm là đối chính mình tốt nhất người nhưng là rất nhiều chuyện đều không phải là bởi vì đối chính mình hảo cho nên chính mình là có thể vứt bỏ rớt hắn chân chính muốn đồ vật không có đạt thành mục đích hắn như thế nào có thể thiện bãi cam hưu ta là giúp ngươi nhưng ngươi trước nay đều không hiểu được cảm kích ta cũng sớm ngày thói quen không biết cảm kích ngươi cố ấu trầm nói ta cứu ngươi là bởi vì ngươi là của ta đệ đệ trừ cái này ra không có bất luận cái gì nguyên nhân ta hôm nay muốn đối với ngươi nói một sự kiện nếu ngươi còn đem ta coi như là ca ca của ngươi nếu ngươi trong lòng còn tín nhiệm ta nói ta hy vọng ngươi có thể nghe ta nói một câu cố ấu trầm nói nơi này trong mắt lòe ra vài phần ánh sáng cố ấu anh ngẩng đầu nhìn cố ấu trầm trong lòng có vài phần bất an dự cảm cố ấu trầm nói những lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ hắn đã phát hiện cái gì sao ấu anh rời đi kinh thành đi cố ấu trầm nói ca ngươi không phải đã nói ngươi sẽ làm ta lưu tại kinh thành sao ngươi hiện tại là có ý tứ gì vì sao phải làm ta rời đi ta còn không có chờ đến ta tưởng chờ người ta hiện tại không thể rời đi kinh thành cố ấu anh một ngụm từ chối nói nếu là rời đi kinh thành kia chính mình cũng thật chính là cái gì đều không có hắn chính là đường đường quận vương nếu là đi bình dân bá tánh chỗ nàng còn có thể có bất luận cái gì đường sống có thể đi sao hắn không bỏ xuống được chính mình kiêu ngạo cũng không bỏ xuống được hiện tại có được hết thảy a à. ta trước kia là đáp ứng ngươi nhưng là ta phát hiện ngươi căn bản là không thích hợp lưu tại kinh thành ta cũng tại hoài nghi ở kinh thành chờ ngu trân chỉ là một cái cớ thôi ngu trân nguyên bản liền không có ở kinh thành ngươi vì sao phải lưu tại kinh thành đâu cố ấu trầm lạnh lùng chất vấn nói ta đây có thể đi nơi nào chờ ngu trân ở nơi nào ta đều không hiểu được nhưng là ta minh bạch ngu trân nhất định sẽ trở về Cố ấu trầm nói, ca, ta biết ngươi rất tốt với ta, chuyện này liền tính là đáp ứng ta cuối cùng một sự kiện được không, ta cầu ngươi làm ta tiếp tục ngốc tại kinh thành, không cần lại làm ta rời đi. Ngươi lưu tại kinh thành mục đích, thật sự chỉ là vì cái này sao? Cố ấu trầm cho mày, ấu anh, ngươi cảm thấy ta thật sự nhìn qua thực đồ ngốc sao? Ngươi cho rằng, ta thật sự nhìn không ra tới ngươi trong đầu tưởng chính là thứ gì sao? Cố ấu anh sắc mặt có vài phần nan kham, hắn gục đầu xuống không đi coi chừng ấu trầm biểu tình. Cố ấu trầm lãnh A à một tiếng, ấu anh, ta không phải một cái ngốc tử, nơi này cũng không có bất luận kẻ nào là ngốc tử, ngươi hiểu chưa, chương 410 khảo nghiệm 2, vậy ngươi nếu hoài nghi ta, ngươi vì sao lại muốn cho ta lưu lại đâu? Cố ấu anh hỏi. Nếu cố ấu trầm đã đã nhận ra, hắn đại nhưng cùng cố dịp hàng nói là được, hà tất đem chính mình lưu tại nơi này. Cố ấu trầm khẽ cười một tiếng, ta vì sao phải lưu lại ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao bởi vì ngươi là ta đệ đệ a à, trừ bỏ nguyên nhân này còn sẽ có cái gì nguyên nhân sao đúng là bởi vì ngươi là ta đệ đệ cho nên ta mới không muốn làm ra thương tổn chuyện của ngươi ra tới cố ấu trầm nói ta cũng là muốn cho ngươi một cái cơ hội ta muốn biết chính là ngươi có phải hay không thật sự giống như ngươi nhìn qua mà như vậy lãnh khóc vô tình ngươi có thể hay không thật sự đối ta động thủ ca ca ta không nghĩ giết ngươi ta cũng biết, ngươi trong lòng là có rất nhiều băng khoăn, nhưng ta tưởng nói, ngươi băng khoăn đều là giả, ta sẽ không làm ra thương tổn ca ca chuyện của ngươi ra tới, ta cam đoan với ngươi, nhưng là rời đi kinh thành, ta không nghĩ làm như thế, rốt cuộc ta là một cái quận vương, bên ngoài sinh hoạt sao có thể có thể cất chứa hạ ta tới, huống chi, ta bạc chỉ có ngắn ngủn 100 lượng, ngắn ngủn mà 100 lượng, những lời này nếu là bị người khác biết, nhất định sẽ cho rằng người này là một cái kẻ điên trăm lượng, đã cũng đủ các bá tánh sinh hoạt, ngươi rốt cuộc làm ra như vậy nhiều sự tình ra tới, 100 lượng bạc chẳng lẽ còn không đủ sao? Cố ấu trầm giận dữ hết, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau tham tài, bị những cái đó các đại thần lễ, cố ấu anh, ta ngân lượng cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi nguyện ý muốn liền phải, không muốn muốn liền không cần, nhưng là ngươi cần thiết phải rời khỏi kinh thành, cố ấu anh vỗ án dựng lên, cố ấu trầm thật đúng là thật là quá mức, như thế vội vàng mà bước đi chính mình, nàng có hay không nghĩ đến, sự tình hiện giờ lưu lạc đến nước này, đều là ai không phải, nếu lúc trước, cố ấu trầm nguyện ý trợ giúp chính mình, có lẽ hôm nay đưa vào tới người liền không phải là hắn. Cố ấu trầm luôn mồm mà nói để ý chính mình, chính là bản chất đâu, nhưng vẫn đều là lấy chính mình coi như tương đối phẩm, hắn đích xác, đã từng là bóng dáng của hắn, nhưng là hiện tại, chính mình thành cố ấu trầm bóng dáng, vô luận làm ra sự tình gì tới cố ấu trầm tuy rằng nguyện ý trợ giúp chính mình nhưng sẽ không cùng chính mình cùng chống cự cố ấu trầm sớm đã thay đổi một cái bộ dáng biến thành một cái chính mình cũng không nhận biết bộ dáng ngươi suy nghĩ cái gì cố ấu trầm thấy hắn không nói lời nào lạnh giọng chất vấn nói ấu trầm ngươi tội gì như vậy bức bách ta đâu ngươi nếu là muốn nhục nhã ta nói vì sao lúc trước không cho ta trực tiếp chết ở pháp trường cố ấu trầm ngươi là ta đã thấy nhất vô lý người ngươi cho ta tân sinh lại không nói cho ta nên như thế nào sống sót nếu là ngày thường cố ấu trầm như thế nào sẽ như thế bức bách chính mình nói vậy đều là bởi vì cái này binh phù nguyên nhân cố ấu trầm mới động nhạc như vậy tâm tư sợ hãi chính mình thế thân thân phận của hắn ấu anh ta chưa bao giờ có nghĩ tới hại ngươi cũng chưa bao giờ nghĩ tới xem ngươi chê cười nếu ta thực sự có ý nghĩ như vậy nói ta lúc trước liền sẽ không cứu ngươi tánh mạng chính như cùng ta nói như vậy chúng ta đều là một cây dây thường thượng châu chấu đều không rời đi lẫn nhau mà chiếu ứng mẫu hậu trước người thời điểm nói lên quá muốn cho chính mình hảo hảo chiếu cố cố ấu anh cố ấu anh là một cái không quá sẽ bảo hộ chính mình người hắn chỉ có một cổ tử bất đồng nhận định sự tình liền tuyệt đối sẽ không quay đầu lại ta biết ta đều biết nhưng là không có bất luận cái gì nhưng là này một câu nhưng là đem ta cho tới nay tâm huyết đều đào rỗng cố ấu trầm nói ta chưa bao giờ nghĩ tới hại ngươi tánh mạng ta chỉ là muốn cho ngươi từ đầu làm người thôi, rốt cuộc. Rốt cuộc ngươi là của ta đệ đệ, ngươi nếu là thật sự tưởng ở nơi nào sống sót, không cần chính mình hỗ trợ, đều là có thể, ca, ta cũng không hiểu được nên như thế nào nói với ngươi, ngươi quyết nghị đã quyết định đúng không? Cố ấu anh suy sụp hạ mặt tới, nhẹ giọng chất vấn nói. Cố ấu trầm gật đầu, tự nhiên đều là thật sự, ngươi cho rằng, ta sẽ lừa ngươi sao? Ta nơi nào sẽ có như vậy bản lĩnh? ta đích xác là bởi vì binh phù mới nghĩ mau chóng đem ngươi đuổi ra cái này phủ đệ nhưng là cũng không phải đều là bởi vì nguyên nhân này ngươi phải biết rằng chính là ngươi ngốc tại kinh thành trung nguyên bản liền sẽ gặp gỡ các loại muôn hình muôn vẻ mà nguy hiểm ta làm như vậy đều là muốn bảo hộ ngươi a à. cố ấu trầm nói ấu anh ta chưa bao giờ đã nói với ngươi ta chân thật ý tưởng khi ta biết ngươi muốn chết thời điểm trong lòng ta là ở rơi lệ ta không nghĩ ngươi chết nhưng ta càng không hy vọng ngươi đi thương tổn ta người bên cạnh cho nên trong lòng ta vẫn luôn là thực buồn rầu thậm chí không hiểu được nên làm cái gì bây giờ mới hảo không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo cố ấu anh nhướng mày ngươi không hiểu được làm thế nào mới tốt liền nghe ta làm ta lưu tại phủ đệ ta sẽ không nghe ngươi lời nói ngươi lúc trước mượn ta thân phận sự tình ta đều đã biết không có người là một cái ngốc tử ta chỉ là gặp ngươi như vậy một cái xui xẻo mà đệ đệ cho nên ta bị bắt thành tên ngốc này cố ấu trầm nói ấu anh ta biết ngươi trong lòng là suy nghĩ cái gì ta cũng sẽ không làm suy nghĩ của ngươi trở thành hiện thực cố ấu anh khóe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ ý cười ca ca có phải hay không ở ngươi trong mắt ta chính là như vậy một cái vô cớ gây rối người ca ca ta muốn nói với ngươi chính là ngươi thật sự hiểu lầm ta ta cố ấu anh lắc đầu ta biết ngươi là rất tốt với ta kỳ thật ngươi muốn cho ta hiểu biết sự tình ta đều biết ta. Ta là thật sự muốn lưu tại kinh thành, ta không nghĩ phải rời khỏi, ta cũng sẽ không hại ngươi tánh mạng, ta biết, đây là ngươi sợ nhất đúng hay không, ngươi là của ta ca ca, ta như thế nào sẽ hại ngươi tánh mạng đâu, cố ấu anh cầu xin nói, cho nên, làm ta lưu tại kinh thành được không, ta cầu xin ngươi, ca ca, ta thật sự không nghĩ rời đi kinh thành, cố ấu trầm cho mày, nhìn cố ấu anh nói, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng chỉ có chuyện này, là không có khả năng cố ấu anh nghe vậy cũng biết cố ấu trầm đã quyết tâm tư giống nhau ở cái này trình độ chính mình nếu là lại khuyên bảo đi xuống đã là không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt rồi cố ấu anh lạnh lùng nâng lên mày nhẹ giọng nói ta hiểu được ta biết được ngươi là có ý tứ gì nếu ngươi muốn làm ta rời đi kinh thành nếu ta rời đi kinh thành có thể cho ngươi yên tâm nói ta nguyện ý rời đi kinh thành ngươi rốt cuộc đã đã cứu ta dùng một lần mệnh ta không có khả năng lại bởi vì bởi vì ta nguyên nhân làm ngươi đáp ứng ta cái gì ta đều minh bạch cố ấu anh nói nơi này bất đắc dĩ mà than ra một hơi tới cố ấu trầm thấy hắn đã minh bạch gật đầu nói ta đây là vì cứu ngươi tánh mạng ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch cố ấu anh gật đầu ta biết hắn đứng lên nói khi nào tính toán làm ta đi ngươi tưởng khi nào đi đều có thể cố ấu trầm nói các bạn đang nghe tại kênh bà tám đọc truyện Chương 411 Khảo nghiệm 3, Cố Ấu Trầm thật sự hy vọng, cố Ấu Anh nói đều là thật sự, cứ như vậy rời đi liền hảo, không cần trở về, nói như vậy, chính mình cũng sẽ không bởi vì làm sự tình gì mà cảm thấy thực xin lỗi bất luận kẻ nào, nếu hắn nguyện ý rời đi kinh thành, Cố Ấu Trầm thật sự sẽ cảm tạ hắn, nhưng cũng không hiểu được, ý nghĩ như vậy có thể hay không thực hiện. Cố Ấu Trầm lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi tưởng khi nào rời đi đều là có thể. Ta hiểu được Cố ấu anh gật gật đầu, ta đi trước, cố ấu anh dứt lời, rời đi trong phòng, chờ trở về tự mình phòng. Cố ấu anh tâm tình đã cuồng bạo tới rồi cực điểm, hắn thật sự không nghĩ tới, cố ấu trầm cư nhiên thật sự sẽ như vậy đối đãi chính mình, hắn chính là hắn ca a, hắn như thế nào có thể đối chính mình làm ra chuyện như vậy ra tới đâu. Cố ấu anh ngã xuống một cái cái chai, lạnh lùng mà nhìn không trung, xem ra là lúc, hắn trước kia cho rằng cố ấu trầm là ngây thơ nhất, hiện tại xem ra đều là biểu hiện giả dối, cố ấu trầm là nhất lạnh nhạt tồn tại, hắn hiện giờ được đến binh phù, đương tướng quân, cho nên đã không đem chính mình đặt ở trong mắt. Cố ấu anh lạnh lùng cười một tiếng, từ ngăn tủ trung lấy ra một bộ xiêm y tới. Đây là một bộ triều phục, nói đúng ra là cố ấu trầm triều phục, nên là lúc cố ấu trầm hẳn là đối chính mình đã sinh ra đề phòng, nếu chính mình lại không động thủ nói, hết thảy đều không còn kịp rồi. Hắn như thế nghĩ, nặng nề mà ngồi xuống thân mình. Thẳng đến nửa đêm canh ba, hắn mới ra trong phòng. Hôm nay cố ấu trầm ăn không ít rượu, sớm đã nặng nề ngủ, cố ấu anh một đường đi vào cố ấu trầm trong phòng, đi đến đầu giường. Cố ấu trầm ngủ thật sự thục, nửa khuôn mặt giấu ở đệm chăn bên trong. Cố ấu anh nặng nề mà thở ra một hơi, giơ lên trong tay đao nhọn hướng tới cố ấu trầm thân mình trực tiếp đánh xuống. Cố ấu trầm phát ra chói tai tiếng thét chói tai, cố ấu anh vội vàng che lại cố ấu anh miệng, thẳng đến cố ấu trầm đã không có hô hấp làm xong này hết thảy sau cố ấu anh chân đã mềm hắn tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn giết chết cố ấu trầm nhưng là thật sự làm được về sau cố ấu anh không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lúc này tâm tình hắn rõ ràng từ hôm nay bắt đầu hắn chính là cố ấu trầm hắn không hề là một cái tù nhân cũng không hề giấu ở âm u trung sinh hoạt về sau hắn có thể sống ở ánh mặt trời bên trong đã từng chính mình không có được đến đồ vật hiện giờ cũng có thể dễ như trở bàn tay được đến cố ấu anh bật cười nhưng cười cười ngay sau đó lại khóc ra tới hắn được đến chính mình muốn hết thảy nhưng là lại mất đi chính mình ca ca cố ấu trầm là thiệt tình đối chính mình tốt hắn vì chính mình có thể cùng cố dịp hàng làm đối nếu cố dịp hàng biết được hắn thu lưu chính mình làm ra lớn mật như thế sự tình là khẳng định sẽ không tha thứ cố ấu trầm cố ấu trầm đối chính mình như thế hảo chính là chính mình lại thân thủ giết chết cố ấu trầm cố ấu anh nắm chặt nắm tay trong nháy mắt ấy nấy ở trong lòng lan tràn lên nhưng là ngay sau đó hắn áp xuống trong lòng ấy nấy hắn đi đến ngăn tủ trước lấy ra một cái hộp gấm bên trong phóng một cái binh phù từ hôm nay trở đi binh phù cũng là chính mình hắn quay đầu lại nhìn về phía tràn đầy máu tươi giường ca ca ngươi cũng đừng trách ta a à, đây chính là ngươi bức ta nếu ngươi không buộc ta rời đi kinh thành nói ta căn bản là sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Cố ấu anh cho chính mình tìm lấy cớ nói, hắn thở ra một hơi, ngay sau đó đem cố ấu anh để vào một cái sớm đã chuẩn bị tốt bao tải bên trong, kéo ra phòng, hắn rời đi quận Vương Phủ, một đường hướng tới Tiểu Sơn mà đi. Hắn muốn thiêu hủy cố ấu trầm thi thể, kỳ thật này hết thảy, chính mình đã kế hoạch thật lâu, tối nay sẽ tiếp theo trận mưa, Vũ có thể rửa sạch hết thảy máu tươi, trong phòng máu tươi chờ chính mình hỏa tán thi thể lúc sau lại giải quyết cũng không nóng nảy. Hắn đi tới tiểu sơn khẩu, nơi này chính mình sớm đã đào hảo vùi lấp thi thể địa phương, hắn phun ra một hơi tới, mới vừa đem thi thể buông, liền ngồi ở trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà hô hấp. Muốn thừa dịp dông tố đã đến phía trước, đem thi thể hỏa táng mới được, như thế nghĩ, cố ấu anh đứng dậy, nhưng không nghĩ tới, mới vừa đứng lên, một thanh hàng quang lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở hắn cổ. Cố ấu anh trừng viên đôi mắt, không thể tin tưởng mà hướng tới phía sau nhìn lại, đứng ở hắn phía sau người là tả khuynh, tả khuynh. Ngươi! Ngươi như thế nào? Ngươi sao có thể? Cố ấu anh trừng viên đôi mắt, lắp bắp địa đạo, không chỉ là tả khuynh, ta cũng ở. Cố ấu trầm từ sau thân cây đi ra, bác đệ, ta thật là không nghĩ tới, nguyên lai like ngươi thật sự sẽ đối ta động thủ ta nguyên bản cho rằng ngươi đối ta là thật sự sẽ không làm ra loại chuyện này tới cố ấu trầm cười lạnh nói hiện tại hắn sở hữu lấy cớ đều không có hắn chính là ngu xuẩn cố ấu anh người như vậy căn bản là không đáng chính mình hảo sinh đối đãi cố ấu anh nhìn cố ấu trầm trực tiếp hai chân mềm nhũng ngồi ở trên mặt đất cố ấu trầm không có chết kia hắn đêm nay giết chết người là ai người đêm nay giết chết chính là một cái tử tù bổn vương đem này dịch dung thành ấu trầm bộ dáng cố dịp hàng đi ra nói cố ấu anh nhìn cố dịp hàng nháy mắt sự tình gì đều minh bạch nguyên lai lại là như vậy là chính mình bị lừa a à. hắn nhưng chân chính là vụng về cư nhiên có thể dễ dàng như vậy mắc mưu nói vậy đêm nay mà sự tình đều là cố dịp hàng một tay kế hoạch đi cố ấu anh ngươi bây giờ còn có nói cái gì tưởng nói cố ấu trầm hỏi chuyện nói ta đã không có gì lời nói hảo thuyết nếu đã bị ngươi phát hiện ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói ta vận khí kém, cuối cùng vẫn là bị ngươi bắt trứ. Cố ấu anh cười nói, như vậy cũng hảo, ca ca ngươi không có chết, xem ra chết người sẽ là ta, bởi vậy nói, ta cũng sẽ không xuống địa ngục. Cố ấu trầm nghe được lời này, dừng một chút, nhưng ngay sau đó lãnh hạ ánh mắt tới, ngươi hiện tại nói này đó còn có cái gì ý nghĩa, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi nói sao, ta tự nhiên biết ca ca ngươi đã sẽ không tin tưởng ta nói, ta hiện tại đã cái gì đều bại lộ ta còn có thể có nói cái gì hảo thuyết cố ấu anh nguyên bản cho rằng chính mình sẽ hoảng loạn thậm chí sẽ phẫn nộ nhưng không nghĩ tới chính là chính mình cái gì cảm xúc đều không có chỉ là nhàn nhạt mà nhìn cố ấu trầm hắn không có hại chết cố ấu trầm hắn nguyên lai còn sống trong lòng ấy nấy xem như thiếu rất nhiều ấu anh ta hiện tại đều không có biện pháp tin tưởng ngươi tâm địa thật sự sẽ hư đến nước này cố ấu trầm nói cố ấu anh cười cười ta tâm tràn hư đến nước này ta tâm tràn hư đến cái nào nông nổi ta bất quá là muốn làm chính mình có thể sống sót mà thôi ta bất quá là muốn tự do mà thôi chẳng lẽ ta là làm sai sao ta là thất bại chẳng lẽ các ngươi chính là thành công cố ấu trầm ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ngươi cũng chọn sai con đường hắn dứt lời ánh mắt lạnh lùng mà nhìn thoáng qua bên cạnh cố dịp hàng ta lựa chọn vô luận là đúng hay sai cùng ngươi đều không có quan hệ. Chương 412 kết thúc, cố ấu trầm lạnh lùng nói, ngươi khả năng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vì sao sẽ trở thành hôm nay kết cục này, chính là bởi vì ngươi không coi ai ra gì, ngươi ích kỷ, trong mắt chỉ có chính mình, xem nhẹ người khác, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi là của ta đệ đệ, ngươi lại như thế làm càng, nếu phàm là ngươi có một chút lương tri, đối chính mình sự tình có một tia suy tính, ngươi như thế nào là dáng vẻ này. Cố ấu trầm hỏi chuyện nói hắn là thật sự không nghĩ tới cố ấu anh cuối cùng sẽ đối chính mình làm ra chuyện như vậy tới không hắn hẳn là có thể tưởng được đến chỉ là bởi vì chính mình không muốn tin tưởng thôi hắn không muốn tin tưởng cố ấu anh sẽ như thế tàn nhẫn càng không muốn tin tưởng cố ấu anh sẽ trở thành hiện giờ dáng vẻ này cố ấu trầm lắc đầu nhìn cố ấu anh ấu anh chúng ta là huynh đệ chính là chẳng sợ một lần chẳng sợ một lần ngươi đem ta coi như ca ca của ngươi sao cố ấu anh cắn môi trong miệng đã có máu tươi ở lan tràn, hắn lạnh lùng mà nhìn cố ấu trầm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nói cái gì đều nói không ra, ngươi tưởng như thế nào làm? Cố Diệp Hàng hỏi. Cố ấu trầm dừng một chút, đúng vậy, cố Diệp Hàng tưởng đều là thật sự, cố ấu anh thật sự muốn đối chính mình động thủ, đối mặt như vậy cố ấu anh, chính mình còn có thể nói cái gì đâu. Hắn cắn cắn môi cánh, nhẹ giọng nói, ta, ta không hiểu được, hắn biết, chính mình hẳn là ra tay tàn nhẫn cố ấu anh tàn nhẫn độc ác chính mình nếu là không dưới tàn nhẫn tay rất có khả năng đã bị cố ấu anh phản tứ cố ấu anh bất tử chính mình rất có khả năng cũng sẽ tại đây gặp gỡ nguy hiểm cố dịp hàng thang ra một hơi tới nhẹ giọng nói ấu trầm ngươi hẳn là minh bạch chính mình như thế nào làm cố ấu trầm là minh bạch chính là hắn nhìn phía cố ấu anh trong tay kiếm gác ở hắn cổ phía trên lạnh lùng nói ấu anh mặc kệ như thế nào ta hôm nay đều phải giết ngươi nếu không giết ngươi ta minh bạch chính mình kết cục là cái gì ấu anh ta biết ngươi khả năng cũng có chính mình ủy khuất ngươi khả năng cũng nghĩ vì sao ta như thế may mắn từ nhỏ đến lớn ta đều là nhường ngươi nhưng ta cũng đồng thời hâm mộ ngươi ngươi cái gì đều so với ta hảo ta vẫn luôn đều nghĩ ta hẳn là không có bất luận cái gì biện pháp cùng ngươi địch nổi nhưng là cố ấu trầm nói nơi này hơi hơi than ra một hơi tới hắn nhìn cố ấu anh lại nói nhưng là ta không nghĩ tới ngươi cuối cùng sẽ đem chính mình hủy thành như vậy một cái bộ dáng ta đem ngươi coi như huynh đệ nhưng ngươi chưa bao giờ đem ta coi như ca ca quá ta muốn hỏi ngươi một câu nếu là còn có kiếp sau nói ngươi còn sẽ làm như thế sao ngươi còn sẽ nói nơi này cố ấu trầm có chút nói không đi xuống ta muốn biết ngươi còn có thể hay không sẽ không cố ấu anh trả lời hắn biết cố ấu trầm muốn đối chính mình nói cái gì có lẽ là người sắp chết hắn lời nói việc làm nhiều vài phần thiện ý kỳ thật hắn một chút cũng không hận cố ấu trầm hắn minh bạch cố ấu trầm là hẳn là giết chính mình nếu chính mình là cố ấu trầm nói sớm đã đem chính mình ăn tươi nuốt sống đây là chính mình vận mệnh hắn cũng không hận cố ấu trầm cố ấu anh đường đi cố ấu trầm trước mặt nếu còn có kiếp sau ta không muốn làm ngươi huynh đệ ta cũng không nghĩ cùng ngươi có bất luận cái gì liên hệ bởi vì ta biết ta trở thành ngươi huynh đệ cũng chỉ có thể làm ngươi chướng ngại vật ta không nghĩ cũng không muốn có chuyện như vậy phát sinh kỳ thật ngươi nói không có sai ta chính là một cái ích kỷ người cũng đúng là bởi vì ta ích kỷ ta mới có thể rơi vào như vậy một cái kết cục ấu trầm ta ca ca ngươi là một người rất tốt sau bất luận kẻ nào đều phải hảo nhưng là ta hy vọng về sau ngươi không cần còn như vậy vĩnh viễn hảo đi xuống ta không đáng ngươi rất tốt với ta ta cũng càng không đáng ngươi đối ta làm ra những việc này tới ngươi hiểu sao cố ấu anh cười khổ một tiếng tay xoa cố ấu trầm trong tay chui kiếm kỳ thật chính mình đều không phải là sinh ra chính là người xấu vì sao sẽ lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này cố ấu anh cũng không rõ ràng lắm rất có khả năng là bởi vì chính mình nguyên bản chính là một cái người xấu đi hắn khi còn nhỏ muốn đồ vật quá nhiều, trong lòng vẫn luôn đều không chiếm được thỏa mãn, cho nên như vậy trên lệch, làm chính mình, làm chính mình trở thành như vậy một người. Cố ấu anh tiến lên một bước, hung hăng đụng phải cố ấu trầm trong tay trường kiếm, kiếm đâm xuyên qua cố ấu trầm ngực, hắn phun ra một hơi tới, một búng máu phun ra, cố ấu trầm không dám tin tưởng mà nhìn cố ấu anh, hắn theo bản năng mà rút kiếm mà ra, quỳ trên mặt đất ôm đã ngã xuống đất không dậy nổi cố ấu anh, ngươi đây là tội gì đâu cố ấu trầm khẽ cắn môi lạnh giọng chất vấn nói ngươi không nên làm được tình trạng này không nên ta không nên cái gì ta lớn nhất không nên chính là không nên lừa gạt ngươi cố ấu anh nói mặc kệ ngươi có tin hay không lúc trước ngươi đã cứu ta thời điểm trong lòng ta là thật sự cảm kích ngươi nếu ta giết ngươi trong lòng ta thật là có hổ thẹn ta cũng là ở mâu thuẫn nhưng còn hảo cuối cùng ngươi là ngươi giết ta hắn sẽ mâu thuẫn mâu thuẫn muốn hay không thật sự như cố ấu trầm theo như lời vĩnh viễn sống ở cố ấu trầm che chở dưới cố ấu trầm là một cái hảo ca ca có hắn cái này ca ca đối chính mình mà nói cũng là một chuyện tốt cố ấu anh cười cười hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là buồn cười đến cực điểm cố ấu trầm đối chính mình là người rất tốt rõ ràng hẳn là như thế mới đúng nhưng chính mình lại xem nhẹ như vậy hảo cố ấu trầm hắn không nên bị chính mình làm hại tình trạng này cố ấu anh than ra một hơi tới còn hảo hết thảy đều tới kịp cố ấu trầm vẫn chưa bị chính mình cấp hại chết cố ấu trầm lẳng lặng mà nhìn cố ấu anh thẳng đến cố ấu anh nhắm hai mắt lại cố diệp hàng hỏi ngươi trong lòng có thể hay không hận bổn vương nếu không phải bổn vương buộc ngươi nói ngươi căn bản là sẽ không giết ngươi đệ đệ sẽ không cố ấu trầm chân thành địa đạo ta biết được ngươi là rất tốt với ta ngươi là ở trong cung duy nhất rất tốt với ta người ta liền tính sẽ hận người khác, ta cũng sẽ không hận ngươi. Cố ấu trầm nói, tứ ca, ta thực cảm kích ngươi, ngươi không có giận ta, còn giúp ta nhiều như vậy, ngươi nói không sai, ta không nên làm chân chính quan tâm ta người thất vọng, ngươi cùng ngu su, đều là chân chính quan tâm ta người, các ngươi trong lòng là có của ta, ta thực cảm kích các ngươi, tứ ca, ta chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta. Cuối cùng sẽ đi đến nào một bước, nhưng là kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn đều suy nghĩ, nếu, nếu ta không phải, ta không phải, cố ấu trầm dừng một chút, cố dịp hàng hỏi, ngươi muốn nói cái gì, ta tưởng nói, nếu ta không phải hoàng gia người, có thể hay không hết thảy đều phải nhẹ nhàng rất nhiều, có thể hay không hết thảy đều sẽ hảo lên, có thể hay không, ta liền sẽ không như vậy mệt, cố ấu trầm không thích huynh đệ chi gian tàn sát, như vậy quá mức tàn khốc, hắn càng thích một người tìm một cái tự tại địa phương, hảo hảo sinh hoạt đi xuống, suy nghĩ của ngươi không có sai, cố dịp hàng nói, chương 413 chần chờ, nhưng chúng ta sinh hoạt ở hoàng gia, rất nhiều chuyện đều là sinh không khỏi mình. Hắn ngay sau đó bổ sung nói, cố ấu trầm đứng dậy, ta minh bạch, tứ ca thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng, ta về sau sẽ không lại có bất luận cái gì khác người hành động, còn thỉnh ngươi có thể tin tưởng ta nói, ta tất nhiên là tin tưởng ngươi. Cố Diệp Hàng nói. Cố ấu trầm nhìn Cố Diệp Hàng, hắn há miệng thở dốc, muốn nói ra cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không cần phải nhiều lời nữa ngữ một câu. Cố Diệp Hàng cái gì đều rõ ràng, hắn là nhất hiểu biết chính mình người, cũng biết chính mình chân chính muốn chính là cái gì, cũng hiểu được chính mình chân chính theo đuổi chính là cái gì. Ngày kế, Cố ấu trầm tới phụng thân vương phủ. Ngu Xu biết được hắn muốn tới, trước tiên ở ngoài cửa chờ. Cố ấu trầm xuống xe ngựa sau, Ngu Su nên Diện đi tới, như thế nào? Sự tình đều đã giải quyết sao? Đều đã giải quyết, cố ấu trầm gật gật đầu, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, theo sau lại thối lui đến ngu su trước mặt, Ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì? Ta! ngu su chỉ chỉ chính mình. Cố ấu trầm gật đầu, ngươi cảm thấy ta sẽ lo lắng cái gì? Ngu su hỏi ngược lại, ta muốn biết, ngươi có phải hay không ở lo lắng, ta sẽ trách tội ngươi. Cố ấu trầm hỏi, nếu không phải ngu su nói này đó, nếu không phải nàng đem chính mình sự tình nói cho cố diệp hàng, có lẽ này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngu su lắc đầu, ta chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì ta minh bạch, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không trách tội ta. Cố ấu trầm biết được, bọn họ đều là chân chính đối nàng tốt, nếu là chân chính đối hắn hảo, cố ấu trầm như thế nào trách tội ngu su, ta biết, ngươi là thật sự rất tốt với ta, ta sẽ không trách ngươi, nếu ta bởi vì chuyện như vậy trách tội ngươi, ngươi nghĩ đến không có sai, ta muốn hỏi, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Ta có thể tiếp tục. Tiếp tục. Cố ấu trầm dừng một chút, ngu su cười nói tiếp nói, chúng ta tiếp tục là bằng hữu, ngu su nghe được nơi này, tâm bỗng chốc yên tâm xuống dưới, nàng gật gật đầu, gật đầu nói, ngươi nói mà không có sai, chúng ta tiếp tục là bằng hữu. Nàng nắm cố ấu trầm tay, nhẹ nhàng lắc lư hai hạ, canh giờ đã không còn sớm, ta đi. Ta đi xem tứ ca, hắn hôm nay có chuyện quan trọng muốn tìm ta. Cố ấu trầm nói. Ngu su gật gật đầu, đi thôi. Ngu su dứt lời, cũng đi theo trở về khê hoa viện. Nàng mới vừa đi nhập, liền thấy tả khuynh từ khê hoa viện ra tới. Ngu su dừng một chút, hướng tới tả khuynh đi rồi đi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cái gì đều không có làm, tả khuynh chậm rãi nói, ta. Vương Phi, ta có thể cho ngươi giúp ta một sự kiện sao? sự tình gì ngu xu chớp chớp mắt nhẹ giọng hỏi giúp ta khuyên bảo một chút bạch hơn không cần ngu xu không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói tả khuynh nuốt xuống một ngụm nước bọt chớp mắt khổ hề hề mà nhìn ngu xu vương phi liền giúp ta một lần được không ngu xu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ngươi làm ta giúp ngươi ta giúp ngươi cái gì ngươi cũng không nói ta vừa mới hỏi ngươi xảy ra chuyện gì ngươi cũng không trả lời ngươi làm ta giúp ngươi ta như thế nào giúp ngươi? Ngươi có phải hay không cái ngốc tử? Tả Khuynh sắc mặt hơi hơi đỏ lên, mới quẩn bách nói, cha mẹ ta muốn gặp một lần Bạch Hân, ngươi có thể hay không làm Bạch Hân cùng ta cùng trở về trông thấy cha mẹ? Nguyên lai like là như thế này, vậy ngươi không nói sớm, ngu xu hướng tới hắn thè lưỡi, ngươi cũng thật là vụng về, lần sau có chuyện như vậy nói thẳng là được, một hai phải ta hỏi ra khẩu tới. Tả khuynh sắc mặt càng trắng một vòng. Ngu su vỗ vỗ tả khuynh bả vai, hoảng thanh khuyên giải an ủi nói ngươi yên tâm đi nếu là ngươi làm ơn ta cái này vội ta nhất định giúp ngươi kéo tả khuynh gật gật đầu chắp tay nói ta đây liền đi trước dư lại sự tình liền làm phiền vương phi ngài ngu xu cười gật đầu ngươi an tâm thoải mái giao cho ta đi tả khuynh không cần phải nhiều lời nửa ngữ cái gì xoay người mà đi ngu xu bước nhanh trở về trong phòng lúc này bạch hân đang ở trong phòng qua lại độc bộ Trương Ma Ma mới vừa ở trong viện phơi võ quyết, chính khẩy, nhìn Bạch Hân dáng vẻ này, thở dài nói, Bạch Hân cô nương, ngươi cũng đừng dạo bước, ngươi đi được ta đôi mắt đều mau hoa, ta có chút khẩn trương. Bạch Hân nói, em đẹp ngươi khẩn trương cái gì, chẳng lẽ còn sợ tả khuynh ăn ngươi không thành. Trương Ma Ma nói, Ngu Xu cũng trêu chọc nói, Bạch Hân tỷ tỷ, đây là sự tình tốt a, à, ngươi đi gặp một lần tả khuynh cha mẹ, xem bọn hắn là như thế nào nói, nếu bọn họ bằng lòng gặp ngươi liền đại biểu bọn họ là tiếp thu ngươi nếu tiếp thu ngươi ngươi vì sao phải như thế khẩn trương tâm bất an ta à, bạch hân sửng sốt nàng tất nhiên là khẩn trương rốt cuộc chính mình cái gì thân phận đều không có gã cho tả khuynh hoàn toàn là trèo cao nàng như thế nào không khẩn trương ngu xu khẽ cười một tiếng bạch hân tỷ tỷ ta biết ngươi ở sợ hãi cái gì nhưng là ngươi căn bản không cần như thế lo lắng tả khuynh ca ca đối với ngươi hảo chúng ta đều rõ như ban ngày hắn là chân chính để ý ngươi, đem ngươi phụng ở trên đầu quả tim, liền tính thấy tả khuynh cha mẹ, ngu su cũng tin tưởng, tả khuynh cha mẹ sẽ không làm khó Bạch Hân, nếu muốn làm khó, sớm đã làm khó, sẽ không chờ tới bây giờ, Bạch Hân đỏ mặt, nói, kỳ thật. Ta vẫn luôn đều không quá minh bạch, tả khuynh tiểu tử này rốt cuộc là thích ta cái gì, ta rõ ràng cái gì đều không phải, cái gì đều làm không tốt, cố tình đi theo ta ngao, hắn nguyên bản mấy năm trước nên cưới vợ sinh con, nhưng chính là bởi vì ta, ngao tới rồi hiện tại cái dạng này, hắn cha mẹ tuy rằng cái gì đều không nói, nhưng ta rõ ràng, bọn họ trong lòng hẳn là sẽ hận ta đi. Bạch Hân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, sao có thể sẽ hận ngươi đâu. Căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, Bạch Hân tỷ tỷ không cần lo lắng, Ngu Xu nói, ngươi chính là sự tình gì đều lo lắng mà quá nhiều, ngươi luôn là cảm thấy không xứng với tả khuynh, không nghĩ tới, ngươi kỳ thật là ưu tú nhất, Ngu Su nói, ta nhận thức Bạch Hân tỷ tỷ là một cái nhìn nhìn thấy chính mình ưu điểm người, mà không phải bị khuyết điểm sở mê hoặc. Thật sự sao? Bạch Hân không tin tưởng nói, tự nhiên là thật a, à, ta Bạch Hân tỷ tỷ là nhất bổng, trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ, không ai có thể thay thế ngươi vị trí. Ngu Su cười nói, Bạch Hân gợi lên một mặt cười tới, nàng vỗ vỗ Ngu Su bả vai, lại đem chính mình chôn nhập Ngu Su trên vai, nói, kỳ thật trong lòng ta có quá nhiều quá nhiều không tin tưởng cũng có quá nhiều quá nhiều sợ hãi ta sợ hãi ta chính là một cái không ưu tú người ta lo lắng ta lo lắng sở hữu sự tình lo lắng lo lắng sự tình phát triển sẽ không như ta mong muốn ta vẫn luôn đều thực sợ hãi sợ hãi ta ta nếu sinh ra chờ mong ta liền sẽ không sẽ không hạnh phúc bạch hân trong mắt lập lòe nước mắt nàng cắn môi rốt cuộc mất đi quá một lần hạnh phúc lần thứ hai bước ra đi thời điểm, nàng mới có thể như thế thật cẩn thận, sợ hãi, ngu xu cười vỗ vỗ nàng đầu, nhẹ giọng nói, không quan hệ, hết thảy đều sẽ hảo, ngươi phải tin tưởng ta, chương 414 thấy cha mẹ, lúc trước, chính mình như vậy thích quản đời còn lại, nàng hoa chính mình mười mấy năm ánh địa quan âm đi thích một người, nguyên bản cho rằng, chính mình sẽ được như ý nguyện, chính là cuối cùng, lại thua thất bại thảm hại. Nàng thật sự không dám lại đi xa cầu hạnh phúc, hạnh phúc loại đồ vật này, có lẽ từ lúc bắt đầu liền không thuộc về chính mình, nhưng là tả khuynh, làm nàng một lần nữa bắt đầu tin tưởng hạnh phúc, nàng bắt đầu tin tưởng, chính mình có lẽ thật sự có thể trở thành hạnh phúc người, bạch hân tỷ tỷ ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, ngươi hiểu sao? Ngu su nhẹ giọng hỏi, ta không hy vọng bất luận cái gì nguyên nhân dẫn tới ngươi không hạnh phúc, tả khuynh ca ca là một người rất tốt, hắn nguyện ý đi thích ngươi, cũng nguyện ý chờ đãi ngươi, ngươi phải tin tưởng hắn mới là, nếu hắn không muốn chờ đợi ngươi, hắn đã sớm từ bỏ, hắn là một cái thiệt tình người thích ngươi, cùng nhau ngươi thích người, cũng không phải thiệt tình thích ngươi, cho nên hắn mới có thể đem ngươi vứt bỏ, cho nên, hắn mới có thể làm ra loại chuyện này tới, ngu su nhẹ giọng nói, nhưng là tả khuynh cùng hắn không giống nhau, tả khuynh ca ca tâm đều là thuộc về ngươi, hắn sẽ không làm ra bất luận cái gì đối với ngươi không tốt sự tình ra tới. Ngu Su nói nơi này, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nàng vỗ vỗ bạch hơn đầu ta khi còn nhỏ lý ma ma tổng nói ta muốn dũng cảm lý ma ma nói cho ta nói chỉ cần ta dũng cảm không có gì là không qua được hôm nay đồng dạng lời nói ta cũng tưởng đối bạch hân tỷ tỷ ngươi nói bạch hân tỷ tỷ ngươi cũng muốn dũng cảm lên ta tin tưởng hết thảy đều sẽ quá khứ tả khuynh cha mẹ nhất định đều là phi thường người tốt bạch hân thở ra một hơi tới kỳ thật nàng trong lòng đều minh bạch nếu tả khuynh cha mẹ không phải người tốt nói nàng căn bản là sẽ không đồng ý tả khuynh chờ đợi chính mình lâu như vậy mà khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười tới ta hiểu được vương phi cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi làm ta hiểu được này đó ta ngày mai cái liền đi ngu xu đem bạch hân coi như người một nhà cho nên mới sẽ cùng bạch hân nói những lời này nếu không phải đem bạch hân coi như người trong nhà nói nàng cùng vốn là sẽ không nhiều lời một chữ ngày kế bạch hân theo tả khuynh rời đi phụng thân vương phủ lên xe ngựa Bạch Hân lại có chút khẩn trương đi lên. Bạch Hân, ngươi có phải hay không muốn thoát đi? Tả Khuynh nheo lại mắt, chất vấn nói. Bạch Hân thành thật gật gật đầu, ta nếu là muốn thoát đi, có thể sao? Ngươi nếu là dám chạy trốn, ngươi ngẫm lại hậu quả là cái gì? Tả Khuynh khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, uy hiếp nói. Bạch Hân nuốt xuống một ngụm nước bọt, chần chờ không dám lại nhiều ngôn ngữ cái gì. Tả Khuynh cười khẽ một tiếng, Bạch Hân, ngươi biết không? Ta có đôi khi thật sự không hiểu ngươi đầu nhỏ trang chính là cái gì, rõ ràng có thể lớn mật lên, ngươi cố tình muốn như thế nhát gan, rõ ràng có thể nghiêm túc lên, ngươi cố tình như thế sợ phiền phức, nhưng là trừ cái này ra, đối mặt mặt khác bất cứ thứ gì, ngươi đều sẽ rất lớn gan, duy độc hạnh phúc chuyện này, còn có ta, ngươi luôn là thật cẩn thận, Bạch Hân ngơ ngẩn, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, không thể tưởng tượng mà nhìn Tả Khuynh. Tả Khuynh cười khẽ một tiếng, nói, Bạch Hân ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao không cần như vậy sợ hãi làm chính mình dũng cảm lên được không liền tính là vì ta hắn minh bạch không nên đi yêu cầu bạch hân cái gì nhưng nếu là không đi yêu cầu cô nàng này sợ là sẽ lại ra cái gì vấn đề tới bạch hân gật gật đầu ta nếu tùy ngươi ra tới ta liền sẽ không sợ hãi cái gì tả khuynh phủ đệ ở kinh thành nhất bên cạnh đi rồi hồi lâu mới đến xuống xe ngựa tả khuynh dắt bạch hân tay gõ vang cửa phòng nên môn quản sự đem hai người ân cần mà tiếp đón đi vào tả khuynh cha mẹ ở phía trước đường chờ đợi hồi lâu bạch hân đôi tay không biết làm sao không biết nên đi nơi nào phóng đôi mắt cũng không dám đi xem tả khuynh cha mẹ bạch hân cấp bá mẫu bá phụ thỉnh an bạch hân trắng trắng môi cánh nhẹ giọng thỉnh an nói tả mẫu cười cười thanh âm hiền từ nói tiểu cô nương ngươi ngẩng đầu làm ta nhìn xem ngươi như thế nào bạch hân nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía tả mẫu Tả Mẫu cười đến càng là vui sướng, ta cuối cùng là biết được vì sao Tả Khuynh không chịu đón dâu, cũng không chịu đi tương thân, nguyên lai thích cô nương như thế đẹp, biết sớm như vậy, ta liền không nên lo lắng, thật tốt một cái cô nương, quả nhiên ta nhi tử là thật tinh mắt, lão phu đều nói, Tả Khuynh sự tình ngươi không cần vẫn luôn lo lắng, kia tiểu tử biết được chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng biết được chính mình tưởng được đến cái gì, hắn như vậy có thể làm, ngươi lo lắng những thứ này để làm gì? Tả phụ thở dài nói, Tả mẫu trừng mắt nhìn Tả phụ liếc mắt một cái, nói, ta trước kia có thể không lo lắng sao, ta lại không biết Bạch Hân cô nương lớn lên cái gì bộ dáng, ta còn tưởng rằng là Tả Khuynh tiểu tử này qua loa lấy lệ ta, không nghĩ tới thật sự có một cái cô nương, còn xinh đến xinh đẹp như hoa, Tả mẫu cho rằng, Tả Khuynh chỉ là đơn thuần không nghĩ thành gia, cho nên luôn là dùng chính mình đã có thích cô nương qua loa lấy lệ chính mình, hiện tại Tả mẫu mới biết được, đều là chính mình phán đoán sai lầm. Tả Khuynh Nguyên lai sớm đã có ái mộ cô nương, này đó là sự tình tốt, chính mình không cần lo lắng nhiều như vậy. Tả Mẫu như thế nghĩ, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nàng hướng tới Bạch Hân vẫy tay, nha đầu, lại đây. Bạch Hân nghe lời mà ngồi ở Tả Mẫu bên người, ngươi bao lớn rồi? Tả Mẫu hỏi, 22, Bạch Hân hồi, là so Tả Khuynh tiểu cái 3 tháng, Tả Mẫu gật gật đầu, cha mẹ ngươi là người ở nơi nào, hiện giờ hai người các ngươi là bị vương gia tứ hôn chúng ta cũng không có trước tiên gặp qua cha mẹ ngươi ta nghĩ mọi người đều là thông gia tóm lại là muốn gặp thấy bọn họ ở nông thôn ta không có phụ thân chỉ có một mẫu thân bạch hân nói tả mẫu sửng sốt một chút thở dài nói mẫu thân ngươi nhất định là một cái khó lường người đem ngươi dưỡng như thế hảo nhất định trả giá rất lớn tâm huyết bạch cô nương ngươi xem như vậy như thế nào Mẫu thân ngươi nếu là ở nguyện ý nói, chúng ta đem mẫu thân ngươi tiếp tới kinh thành như thế nào. Như vậy cả gia đình sinh hoạt, đại gia cũng đều có thể nhìn nhìn thấy, Bạch Hân ngơ ngẩn, chớp chớp mắt, "Bá mẫu, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi huynh đệ tỷ muội còn có mẫu thân ngươi nguyện ý nói, liền ở tại Tả phủ đi, cứ như vậy, Tả hữu đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta Tả gia cũng là cái gia đình giàu có, sẽ không thiếu các ngươi ăn mặc chi phí, ngươi xem coi thế nào?" Nếu thật là như thế, này tất nhiên là một cọc chuyện tốt, nhưng Bạch Hân có chút lo lắng, chính mình cũng không phải cái gì người trong sạch cô nương, mẫu thân tuy là thiện lương người, nhưng chung quy là không thói quen kinh thành người, nhưng Bạch Hân trong lòng là vui mừng, tả mẫu không có một chút chán ghét chính mình ý tứ, cũng không có bất luận cái gì trách tội chính mình ý tứ, lời nói chi gian đều là vì chính mình suy nghĩ, Bạch Hân trong lòng rất là cảm kích, tả mẫu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta suy tính nhiều như vậy. Bạch Hân cảm kích nói, mọi người đều là người một nhà, người một nhà liền không cần phải nói hai nhà lời nói. Tả mẫu cười nói, nha đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta liền có thể làm như thế. Ngươi cảm thấy như thế nào, chương 415 gã chồng, cái này. Còn muốn hỏi đến mẫu thân ý kiến. Bạch Hân nhẹ giọng nói, không phải ta nói, liền có thể giữ lời. Thì ra là thế, Tả mẫu gật gật đầu, khi đến lúc đó làm tả khuynh tiếp ngươi cha mẹ đi, như thế nào? Đúng vậy. Bạch Hân ôn thanh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tả khuynh. Tả khuynh gật đầu nói, mẫu thân, ta cùng Bạch Hân sự tình cảm ơn ngài lý giải. Có thể có cái gì biện pháp, cô nương này là ngươi thích, ta tổng không thể làm ngươi không thích đi. Tả mẫu nói, ngươi trong lòng hiểu rõ, cái gì cô nương thích, cái gì cô nương không thích, ngươi hoàn toàn đều rõ ràng. Ngươi thích bạch gia cô nương đã có thật nhiều năm, vương gia nói với ta quá, làm ngươi mẫu thân, ta tất nhiên là vô pháp ngăn trở cái gì, vương gia coi trọng người, ta tự nhiên tin tưởng này bản tính, bạch hân hổ thẹn mà nhìn tả mẫu, nàng nguyên bản cho rằng tả mẫu sẽ không đồng ý tả khuynh cùng chính mình ở bên nhau, không nghĩ tới, tả mẫu làm người như thế khai sáng, khóe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười, hốc mắt hơi hơi ướt ác mà nhìn tả mẫu, cảm ơn ngài. Thật sự cảm ơn ngài bạch cô nương chuyện của ngươi vương gia nói với ta quá hắn nói ngươi là một cái lược có tự ti cô nương rõ ràng điều kiện thực hảo lại bởi vì gia thế mà không dám quá mức làm càng bạch cô nương tả khuynh có thể thích ngươi ngươi cũng có thể coi trọng tả khuynh là tả khuynh tự mình phúc khí ta ở chỗ này cũng cảm tạ bạch cô nương ngươi tả mẫu nói ngươi ở trong vương phủ nói vậy cũng thường xuyên quan tâm săn sóc tả khuynh đi tả khuynh có thể thích thượng ngươi là tả khuynh chính mình phúc khí các ngươi hai người sự tình ta cùng lão gia đều là tán đồng này hôn sự vẫn là muốn sớm hoàn thành mới là miễn cho ta cái này lão bà tử đêm dài lắm mộng tả mẫu nói bạch hân nghe được lời này vui mừng gật gật đầu nàng nhìn tả mẫu ngôn ngữ mềm nhẹ nói cảm ơn bá mẫu hai người nói chút khuê phòng lời nói không bao lâu tả khuynh lãnh bạch hân rời đi ở trên xe ngựa bạch hân nặng nề mà than ra một hơi tới nàng nắm lấy tả khuynh tay nhẹ giọng nói nguyên lai like bá mẫu là như thế người tốt ta đã có thể an tâm ta còn tưởng rằng ta liền nói ngươi cái gì đều không cần sợ hãi ta mẫu thân người thực tốt ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng ta biết đến bạch hân gật gật đầu tả khuynh tới gần bạch hân vậy ngươi hiện tại có thể an tâm gả cho ta đi ân gả cho ngươi ta nguyên bản liền tính toán gả cho ngươi bạch hân thè lưỡi lạnh lùng nói tả khuynh yên lòng khóe miệng gợi lên tươi cười, hắn nhẹ nhàng mà đem Bạch Hân ôm vào trong lòng ngực, nói: "Bạch Hân, ngươi biết được ta chờ hôm nay đợi bao lâu sao? Ta đợi thật nhiều năm, ta nguyên bản cho rằng ta chờ đợi là không có tác dụng mà, ngươi sẽ không đáp lại tâm ý của ta, nhưng hiện tại ta an tâm, nguyên lai ta chờ đợi cũng là có thể được đến hồi báo, ngươi nguyên bản nên yên tâm mới là." Bạch Hân nói: "Ta nói rồi, ta sẽ đối với ngươi thực hảo, chính là sẽ đối với ngươi thực hảo." người nhà của ta đều sẽ đối với ngươi thực tốt tả khuynh nói đến lúc đó ngươi gả lại đây có thể yên tâm người nhà của ta sẽ không làm khó ngươi chuẩn xác nói đến là sẽ không làm khó người ta thích bạch hân khẽ cười một tiếng xoa xoa tả khuynh đầu nói ta biết đến trước kia là ta đa tâm ta về sau sẽ không còn như vậy đa tâm đi xuống ta sẽ hảo hảo làm ngươi thê bạch hân dừng một chút có chút thẹn thùng cúi đầu kỳ thật ta vẫn luôn là thích ngươi chưa bao giờ có bất luận cái gì biến quá, ta. Bạch Hân miếm môi cánh, ngươi thích ta bao lâu, ta đại khái liền thích ngươi bao lâu đi, chỉ là ta không dám nói nói ra tới, ta lo lắng, nếu ta nói ra nói, ta sợ thích người lại sẽ biến mất, cho nên ta. Không dám nhiều lời bất luận cái gì. Nhưng là hiện tại, Bạch Hân không có một đinh điểm lo lắng, bởi vì nàng minh bạch, tả khuynh đã cho chính mình lớn nhất cảm giác an toàn, nàng hiện tại phải làm, chính là cùng tả khuynh cùng nhau hảo hảo mà sinh hoạt thành thân ngày đó ngu xu tự mình cấp bạch hân mặc vào áo cưới vương gia cùng chính mình nói qua chỉ cần bạch hân gả cho tả khuynh, nàng về sau liền phải cùng chính mình chia lìa. ngu xu tuy rằng luyến tiếc rời đi bạch hân nhưng tưởng tượng bạch hân có thể được đến hạnh phúc nàng tâm liền dần dần mà bình thản xuống dưới chỉ cần bạch hân tỷ tỷ có thể hạnh phúc chính mình làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá bạch hân tỷ tỷ Ngươi về sau muốn nhiều hồi vương phủ nhìn xem ta tới, ngu su nói, ngươi đi rồi, trong lòng ta là không tha, nhưng ta minh bạch, ta không tha không có bất luận tác dụng gì, rốt cuộc bạch hân tỷ tỷ phải gả cho chính mình chân chính ái người, ngươi muốn cùng chân chính người yêu thương ngươi thành thân, không thể hoang phế thời gian, ngu su nói nơi này, trong mắt hơi hơi có vài phần ước ác ý vị. Bạch hân khóe miệng gợi lên một mạch ý cười, nàng nắm lấy ngu su tay, đem tay nàng phủng ở chính mình trước ngực, ôn thanh nói, vương phi ngươi vĩnh viễn đều là ta chủ tử điểm này sẽ không có bất luận cái gì biến hóa vì ngươi ta có thể từ bỏ chính mình sinh mệnh vì ngươi ta làm cái gì đều nguyện ý vương phi ngươi bạch hân nói nơi này trong mắt lòe ra vài phần cô đơn nàng cắn cánh môi trong mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới muốn nói không tha chính mình trong lòng nhất không tha nhưng bạch hân minh bạch chính mình cùng vương phi chung đem chia lìa nàng là nàng tỳ nữ không có sai nhưng là tỳ nữ cũng không ý nghĩa có thể bồi nàng nhiều năm như vậy, có thể bồi nàng nhiều như vậy năm tháng. Còn nhớ rõ, lúc trước ta thấy đến vương phi ngươi thời điểm, ngươi mới 5 tuổi, ta chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia chúng ta sẽ trở thành nói cái gì đều có thể nói tỉ muội Bạch Hân cười nói, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, ta cùng ngươi, sẽ như thế thân mật, như thế không thể chia lìa. Nàng nói, nắm ngu su tay, ta nguyên bản cho rằng, ta có thể bồi ngươi cả đời, lúc trước ta rời đi quãng đời còn lại thời điểm, ta liền như thế nghĩ tới, hiện giờ không có tình yêu, ta đây phải hảo hảo mà hầu hạ ở bên cạnh ngươi, hảo hảo mà làm bạn ngươi, ta trước kia vẫn luôn đều ôm ý nghĩ như vậy, đối với ngươi, vĩnh viễn đều là thiệt tình thích. Vương Phi, ta thích ngươi, không quan hệ tình yêu, muốn cùng ngươi trở thành chân chính tỷ muội, lẫn nhau làm bạn cả đời, nếu tả khuynh không có xuất hiện, nếu tả khuyên lúc trước không có nói ra đối chính mình tình yêu khả năng bạch hơn đời này cứ như vậy bồi ở ngu xu bên người nàng cũng cảm thấy như vậy không có gì không tốt ngu xu hít hít cái mũi nói bạch hơn tỷ tỷ ngươi là của ta cái thứ nhất tỷ muội ta tất nhiên là hy vọng ngươi có thể quá đến hảo không cần lại đi tưởng khác bất luận cái gì sự tình chỉ cần là ngươi hảo ta đó là cam tâm tình nguyện chúng ta lại không phải về sau không thể gặp mặt ngươi cao hứng một ít hôm nay chính là ngươi xuất giá nhật tử, ngươi đều không hiểu được, ngươi hôm nay bộ dáng là có bao nhiêu mỹ, bạch hân dừng một chút, nhìn trong gương trang điểm chải chuốt chỉnh tề chính mình, khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười, đem đầu nhẹ nhàng mà để ở ngu su trên vai, ân, ta sẽ không khổ sở, chính như ngươi theo như lời, ta lại không phải sẽ không đã trở lại, chương 416 hồ ngôn loạn ngữ, bạch hân nói xong, trong mắt càng là đã ương ước vài phần, ngu su nắm tay nàng, vì nàng đắp lên khăn vang đỏ, thân thủ đưa nàng xuất giá mà đi. Ngày kế, ngu su mới vừa đứng dậy, muốn gọi bạch hân khi, mới phát hiện nàng đã không hề chính mình bên người. Ngu su cười cười, gọi tới bạch tình hầu hạ bên cạnh. Trương ma ma nói hôm qua cái nàng đi nháo động phòng chuyện này, cùng ngu su vui đùa nói tả khuynh cả một đêm đều hồng khuôn mặt, mạnh miệng cũng không dám nói một câu. Ngu su nghe lời này, cùng bạch tình nhìn nhau cười, vương phi, vương phi, mấy người chính nói chuyện trời đất, quản sự vào lúc này vội vàng mà đến. Ngu Su dừng một chút, đứng dậy nói, phát sinh sự tình gì? Ngài vì sao như thế sốt ruột? Thái hậu nương nương tuyên ngài vào cung. Quản sự nói, Ngu Su gật gật đầu, nàng nguyên bản chính là muốn lưu tại trong cung, bởi vì bạch hân tỷ tỷ chuyện này, mới ra cung hai ngày, hiện giờ nên là trở về phục mệnh. Cũng không hiểu được Thái hậu nương nương sẽ đem chính mình lưu tại trong cung khi nào. Ngu su vội vàng mà ngồi trên xe ngựa, Bạch Tình đi theo bên người nàng, thật cẩn thận nói, Vương Phi, Thái hậu nương nương như thế sốt ruột mà cho ngươi đi, có thể hay không là đã xảy ra sự tình gì, nhất định là đã xảy ra cái gì, có lẽ lại là nghĩ đến chuyện gì, sau đó trách tội ở ta trên đầu đi. Ngu su thè lưỡi, bất đắc dĩ nói, bất quá không có quan hệ, giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng muốn hãm hại ta, không có cửa đâu, bạch tình nhúng nhúng vai, cũng không biết Thái hậu nương nương rốt cuộc là nơi nào đáp sai rồi gân, cố tình cùng vương phi ngươi không qua được, phải biết rằng, ngài chỉ là một giới nữ lưu, mân mê không được bất luận cái gì sóng gió, Thái hậu nương nương làm như thế, là làm ngài nan kham, ngu su lắc đầu, Thái hậu nương nương nơi nào là cùng chính mình đối nghịch, nàng rõ ràng là muốn cùng vương gia đối nghịch, hiện giờ bất quá là ở chính mình trên người tìm kiếm đến xuất khẩu mà thôi, nếu có thể hãm hại đến chính mình, là có thể dễ như trở bàn tay mà hãm hại đến vương gia. Thái hậu nương nương tưởng đúng là chuyện này, vương gia chỗ đó, vô luận như thế nào đều yêu cầu một cái đột phá khẩu. Đãi vào cung, ngu su trực tiếp đi hướng thái hậu trong phủ, mới vừa một bước vào, liền thấy cố diệp hàng cũng ở, cố càng hiên cũng ở, thái hoàng thái hậu càng là ở. Nàng vừa định hỏi chuyện đã xảy ra chuyện gì, liền thấy trên trường kỹ nằm một người, ngu su đến gần chút mới nhìn rõ ràng, này không phải ngụy anh như sao. Ngưu Su, ngươi tên hỗn đảng này, ngươi tên hỗn đảng này. Ngụy Anh Nhi ở trên trường kỹ kêu to, màu đỏ trong mắt che kín tơ máu. Ngu Su cho mày, ngươi hảo hảo nói chuyện, ta như thế nào liền hỗn đảng. Ngưu Su hỏi, nàng đã không nghĩ phản ứng Ngụy Anh Nhi, nữ tử này đã không có lúc trước ngoan ngoãn hình tượng, Nhiễm nhiên thành một cái người đàn bà đanh đá. Ngụy Anh Nhi cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Ngu Su liếc mắt một cái lạnh giọng chất vấn, ta nói ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không phải một cái hỗn đảng sao? Ngươi hại ta. Ngươi lúc này đây hoàn toàn mà hại ta, ta tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha Nam Uyên, làm ta. Làm ta đã chịu như vậy vũ nhục, đây là chuyện gì xảy ra? Ngu su nghe được không hiểu ra sao, em đẹp mà, chính mình như thế nào đã bị nàng cấp cuốn lên. Một bên Thái Hoàng Thái Hậu thấy ngu su tự hồ là thật sự không che lại, mới nói, sự tình là cái dạng này, anh Nhi đêm qua bị người cấp. Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận nói, Ngu Xu nghe qua hồi lâu mới biết, nguyên là ngụy Anh Nhi tối hôm qua ở tự mình trong cung ngủ, bỗng chốc chạy tới một cái say rượu thị vệ, hủy hoại ngụy Anh Nhi trong sạch, cái kia thị vệ luôn mồm nói là chính mình phái đi, nhất phái nói bậy, ta sao có thể làm ra loại chuyện này tới. Ngu Xu cả giận nói, nàng có thể chịu bất luận cái gì oan uổng, nhưng như thế tán tận thiên lương sự tình, dựa vào cái gì trách tội ở trên đầu mình. Ngu Su, ta thả hỏi ngươi, chuyện này có phải hay không ngươi làm? Gia Vinh Thái Hậu nói, Thái Hậu nương nương, việc này quá mức hoang đường đi, ta nếu là làm loại chuyện này, ta sẽ làm thị vệ đem tên của ta niệm ra tới sao? Ngu Su hỏi lại, ta cũng không phải người như vậy, Thái Hậu nương nương ngài hẳn là nhất rõ ràng. Cố Diệp Hàng ở một bên nói, Ngu Su đã nhiều ngày đều không ở trong cung, sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Ngu su khí không thuận, chính mình em đẹp mà cũng sẽ trêu chọc một thân tao khí, dựa vào cái gì ngụy Anh Nhi một chuyến chịu hãm hại liền trách tội ở chính mình trên đầu. Không phải ngươi làm, còn sẽ là ai làm, bọn họ đều nói là ngươi, kia thị vệ lúc ấy cũng thừa nhận là phụng mệnh lệnh của ngươi. Gia Vinh Thái Hậu nói, cho nên, hắn chỉ cần trong miệng tùy tiện nói ra cá nhân tên, liền có thể đại biểu là ai. Hảo, chuyện này là ta làm, nhưng là Thái hậu nương nương ngài phái người ra lệnh cho ta làm như thế, làm sao, ngươi đã quên. Ngu su răng nanh khéo mồm khéo miệng nói. Thái hậu giận vỗ án mấy, ngu su, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Thái hậu nương nương cũng rõ ràng hồ ngôn loạn ngữ mang đến hậu quả là cái gì, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn như thế uy hiếp ta tới. Ngài nếu đều rõ ràng, vì sao còn muốn nói là ta không phải, ngu su hỏi ngược lại, ta có thể tiếp thu bất luận cái gì sự tình, cũng có thể tiếp thu bất luận cái gì bất công, nhưng là ta không thể tiếp thu, ngài bộ phận xanh đỏ đen trắng, liền đem sự tình trách tội ở ta trên đầu. Ngu Xu phản bác nói, nàng dứt lời, đi lên trước đối Ngụy Anh Nhi nói, Ngụy Anh Nhi, kia thị vệ hiện tại ở nơi nào, bị ta giết chết. Ngụy Anh Nhi nói, như thế nào? Ngươi còn muốn cùng người nọ dằn co sao? Ngu Xu, ngươi thật quá đáng, ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy đối ta, ta rốt cuộc làm sai cái gì phải bị ngươi như thế đối đãi ta. Ta cũng chỉ là một cái. Một cái nhược nữ tử thôi, ta cũng. ngụy Anh Nhi khóc thành tiếng Nhi tới, ta thật sự rất sợ hãi, hôm qua cái phát sinh hết thảy, dường như ác mộng giống nhau, ta hiện tại cái gì cũng chưa, chẳng lẽ ta còn sẽ oan uổng ngươi sao? Ngu su. Ngươi chính là cái hỗn trướng, ta là hỗn trướng vậy ngươi là cái gì ngu xu bình tĩnh chất vấn ngụy anh nhi ngươi luôn là nói ngươi vô tội nhưng ta rất tưởng biết được ngươi đến tột cùng vô tội ở nơi nào ngu xu nhẹ nhàng mà than ra một hơi tới ta nếu thật sự thương tổn ngươi ta sẽ không đối người ta nói nhớ rõ nói cho ngụy anh nhi công chúa là ta hại nàng như vậy không phải chui đầu vô lưới sao vương gia lúc này ngoài cửa một cái gã sai vặt gọi cố dịp hàng một tiếng cố dịp hàng đi ra ngoài cửa không bao lâu khi trở về trong tay nhiều một trương quyển trục hắn thô sơ giản lược mà lật xem một lần nói mẫu hậu kia thị vệ gia thế nhi thần đã điều tra ra tới hắn cùng vương phi không có khả năng nhận thức hắn từng là ngụy triều người sau nhân đưa mỹ nhân tới kinh liền vẫn luôn ngốc tại trong cung hầu hạ vương phi không có khả năng sẽ nhận thức người như vậy nhất định là có người ở sau lưng hồ ngôn loạn ngữ mong rằng mẫu hậu có thể điều tra ra đến tột cùng là ai như thế vô lễ không có khả năng nhận thức Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nàng đã nhiều ngày đều ở trong cung, có rất nhiều thời gian nhận thức khác thị vệ, ta ở trong cung, vẫn luôn đều ngốc tại Thái hoàng Thái hậu trong cung, đều không phải là đi nhận thức quá người khác, ngu su nói, trừ cái này ra, chính là chính quận vương trong cung, chương 417 triệu vũ nhục, Thái hậu nương nương là tưởng nói, này thị vệ là cửu điện hạ trong phòng người, sau đó ta thu mua cái này thị vệ sao? Ngu su hỏi chuyện nói, Gia Vinh Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ngu su, nha đầu này, chỉ cần có người khác ở, liền đối chính mình vên váo tự đắc, thật không hiểu hiểu ai mới là nàng chân chính chủ tử. Gia Vinh Thái Hậu lạnh lùng mà than ra một hơi tới, ngu su, bổn cung không phải ý tứ này, bổn cung chỉ là muốn hỏi rõ ràng sự tình chân tướng rốt cuộc là như thế nào, nếu không phải ngươi làm, ngươi đại nhưng nói một câu không phải là được, bổn cung đều không phải là tưởng đem việc này trách tội ở ngươi trên đầu nhưng Thái hậu nương nương đối chuyện này cách làm, chính là muốn trách tội ở ta trên đầu, ngu su cũng đều không phải là cái gì tiểu bạch liên, bị người oan uổng liền sẽ không nói một câu, các ngươi trong miệng thị vệ ta đều không hiểu được là ai, dựa vào cái gì muốn nhận tội, đã nhiều ngày ngu su đều không phải là ở trong cung, ta bên người nô tỳ hiện giờ xuất giá, ta đúng là vội thời điểm, ta có thể có cái gì thời gian còn kế hoạch loại chuyện này tới, ngu su nói, còn có anh nhi công chúa, ngươi là công chúa, ở chính mình tẩm cung bị người. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, bên cạnh ngươi nô tỳ cung nhân đi nơi nào? Vì sao ngươi tẩm cung có thể bị người dễ như trở bàn tay mà tiến vào, ngu su dứt lời, khóe miệng treo lên lạnh lùng tươi cười. Nàng hiện tại hoài nghi chuyện này chính là ngụy Anh Nhi tự mình tự đạo tự diễn vừa ra trò khôi hài, nhưng là ngu su cũng không tưởng bồi nàng biểu diễn này vừa ra quỷ kế, ta. Ta liền tính lại vô sĩ, ta cũng sẽ không lấy loại chuyện này vui đùa. Ngụy Anh Nhi khẽ cắn môi, ngu su đến tột cùng là đem chính mình coi như người nào, nàng liền tính lại chán ghét ngu su, cũng có khác phương pháp có thể dùng, Hà tất làm loại này hạ tam lạm sự tình tới, rõ ràng chính là ngu su, nàng lạnh lùng mà trừng mắt ngu su, muốn từ nàng trong mắt nhìn ra cái gì, ngu su, ngươi thật là đem ta hại thảm, ta hiện giờ thảm thiết đến này phân thượng, ngươi vẫn là không muốn thừa nhận đúng không? ngươi tâm vì sao như thế ngoan độc, ngu su than ra một hơi, kia thị vệ ta cũng là chết vô đối chứng, ngươi làm ta thừa nhận cái gì, hảo hảo, anh nhi công chúa, ngươi nếu ở Nam Uyên bị thương, chuyện này Nam Uyên sẽ phụ trách, Thái Hoàng Thái Hậu vào lúc này mở miệng nói, chỉ là bổn cung hy vọng ngươi, về sau ở trong cung có thể an phận một chút, không cần trêu chọc sự tình, kia thị vệ từng là ngụy triều người, ngươi hẳn là nhận được mới là. So với ngu su, bổn cung càng là hoài nghi ngươi tới. Ngụy Anh Nhi thật thật là có khổ nói không nên lời, nàng vẫn chưa nói dối, nàng hôm qua thật sự vượt qua giống như ác mộng giống nhau ban đêm. Thậm chí nghĩ, chính mình có lẽ liền không mặt mũi gặp người, kỳ thật, kia thị vệ căn bản liền không có nói qua là ai phái tới, chỉ là Ngụy Anh Nhi tính kế một phen, có thể hãm hại chính mình người, trừ bỏ ngu su cũng chỉ dư lại ngu su. Nàng như thế hoài nghi ngu su, đều không phải là tất cả đều là chính mình vọng tưởng, hiện tại thái hoàng thái hậu thế nhưng nói chính mình là tự đạo tự diễn nơi nào sẽ có nữ tử sẽ dùng chính mình trong sạch vui đùa nàng vô tội mà mở to mắt nhìn phía cố diệp hàng lại thấy cố diệp hàng cũng nói anh nhi công chúa thật là sự tình gì đều làm được nàng làm ra loại chuyện này cũng là không gì đáng trách ngụy anh nhi giật mình không thể tin tưởng mà nhìn cố diệp hàng cố diệp hàng nói cái gì chính mình làm ra loại sự tình này không gì đáng trách hắn đến tột cùng là như thế nào đối đãi chính mình? vì sao liền cố dịp hàng cũng như thế đối chính mình nói chuyện? ngụy anh nhi nuốt xuống một ngụm nước bọt, vương gia, chẳng lẽ liền ngươi đều không tin ta đúng không? chẳng lẽ ngươi cũng tưởng ta bôi nhọ ngu xu? ta thật sự cái gì đều không có làm, lời nói của ta cũng đều là thật sự. thật là ngu xu, nàng là một cái nữ nhi gia, nữ nhi gia địa danh dự là quan trọng a, liền tính nàng lại không thích ngu xu nàng có thể sử dụng các biện pháp đi ứng đối có thể sử dụng các biện pháp đi khi dễ ngu xu nàng như thế nào dùng như vậy phương pháp này không phải đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng bức bách sao vương gia ta thật sự không có làm qua ngươi phải tin tưởng ta à ngụy anh nhi nói anh nhi công chúa hiện tại sự tình đã đã xảy ra ngươi thả hảo hảo cùng bổn cung nói kia thị vệ thực sự có nói ra chính mình là ngu xu phái tới sao thái hoàng thái hậu chất vấn nói tự nhiên là nói ngụy anh nhi giận dữ hết. các ngươi nam uyên người có phải hay không đều không tin ta nói ta chính là ở các ngươi nam uyên bị khi dễ các ngươi còn nói như thế nói ta không phải dựa vào cái gì các ngươi nam uyên người còn có hay không tâm nàng không phục chính mình cái gì sai đều không có gặp được loại chuyện này nếu không phải chính mình đủ kiên cường nàng đều hận không thể chính mình chết qua đi mới hảo gia vinh thái hậu xoa xoa giữa mày vì sao tiểu cô nương đều là như thế ngu xuẩn hành sự nàng chỉ cần miệng thượng có thể chứng minh cái gì ta hại ngu xu bà vú ngu xu tự nhiên là sẽ hận của ta đối ta làm ra chuyện như vậy là không gì đáng trách các ngươi dựa vào cái gì đều không tin ta mà muốn đi tin tưởng ngu xu ngụy anh nhi giận dữ hét nếu chuyện này không thể được đến giải quyết ngụy anh nhi rất có khả năng đem việc này cáo nhập ngụy triều đây chính là hai cái quốc gia chi gian tranh đấu thái hoàng thái hậu nghĩ nghĩ nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói anh nhi công chúa hôm nay nhưng có uống xong thuốc tránh thai ngụy anh nhi một đốm lắc đầu bổn cung chờ lát nữa chuẩn bị thuốc tránh thai cho ngươi ngươi thả uống xong dư lại sự tình chúng ta ngày mai lại thương nghị thái hoàng thái hậu nói nếu ngươi thật là vô tội bổn cung tự nhiên giúp ngươi ngụy anh nhi nghe vậy giật giật cánh môi nàng còn tưởng biện giải cái gì mong muốn thái hoàng thái hậu một bộ ghét bỏ biểu tình ngụy anh nhi nói cái gì đều nói không ra nàng kỳ thật trong lòng so với ai khác đều minh bạch nam uy người không ai là nguyện ý tiếp cận chính mình bọn họ không ai là thích chính mình bọn họ đều là một đám hỗn đảng đều chỉ biết khi dễ chính mình thôi ngụy anh nhi nuốt nuốt lạnh lùng nói ta hiểu được người tới a à, trước đưa anh nhi công chúa trở về thái hoàng thái hậu nói mọi người tiến lên đem ngụy anh nhi nâng đi xuống đãi trong phòng hơi hơi thanh tịnh một chút Thái Hoàng Thái Hậu mới mở miệng nói, hôm nay phát sinh sự tình các ngươi đều không thể nói ra, nếu là bị bổn cung biết được ai ở sau lưng lắm mồm, bổn cung tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Thái Hoàng Thái Hậu, chúng ta tóm lại là phải cho anh Nhi công chúa một công đạo. Gia Vinh Thái Hậu nói, công đạo. Công đạo cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh nói, chẳng lẽ công đạo, làm ngụy triều xuất binh tới tấn công chúng ta sao? Anh Nhi công chúa sự tình, coi như làm không có phát sinh. Nàng ngày mai lúc sau cũng sẽ vĩnh viễn quên phát sinh sự tình, coi như chuyện này không tồn tại. Ngu su nghe lời này, trong lòng không cấm hơi hơi kinh ngạc, coi như không có phát sinh quá, này xem như cái gì. Ngu su nuốt xuống một ngụm nước bọt, hơi hơi dư vị một lát, lập tức đoán ra Thái Hoàng Thái Hậu ngày mai cấp ngụy Anh Nhi dùng dược tuyệt phi tránh tử dược, mà là... Mà là khác cái gì, chỉ sợ là cái gì trí mạng dược vật, như vậy thật sự được chứ. Gia Vinh Thái Hậu hỏi, vậy ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Thái Hoàng Thái Hậu hỏi lại, chương 418 bảo hộ ngươi. Gia Vinh Thái Hậu lắc đầu, nàng có thể có cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể nghe Thái Hoàng Thái Hậu mệnh lệnh. Thái Hoàng Thái Hậu rủ xuống mặt mày, vẫn đục con ngươi lệnh người nhìn không rõ nàng biểu tình, ngu su đứng ở một bên không dám nhiều lời, sợ nhiều lời một chữ, sẽ trêu chọc bất hạnh. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ngu su, nhẹ giọng nói, hiện tại sự tình đều đã giải quyết, bổn cung tin tưởng, ngươi tuyệt không phải như vậy hài tử, ngươi đi về trước đi. Diệp Hàng, mang theo ngươi Vương Phi về đi. Đúng vậy. Cố Diệp Hàng gật đầu. Ngu Xu cắn cắn môi cánh, đi theo Cố Diệp Hàng rời đi. Đã đi ra ngoài cung đầu, Ngu Xu mới nói, ta cảm thấy Ngụy Anh Nhi không giống như là sẽ đối chính mình hạ như thế tàn nhẫn tay nữ tử, nhất định là có người ở hãm hại Ngụy Anh Nhi vậy ngươi đáng thương ngụy anh nhi sao cố dịp hàn hỏi ngô xu lắc đầu ta tất nhiên là không đáng thương nàng làm hết thảy từ từ ngô xu làm như nghĩ tới cái gì ngẩng đầu nhìn cố dịp hàn vương gia này hết thảy không phải là ngươi ngươi kế hoạch đi ngụy anh nhi thình lình xảy ra bị người đạp hư kia thị vệ còn bị chết không minh bạch nhìn lên đó là thiên y vô phùng kế hoạch cố dịp hàng con ngươi hơi hơi trầm xuống nếu là bổn vương làm su su nhưng sẽ trách tội bổn vương, ta sớm nên nghĩ đến là vương gia ngươi làm. Ngu su nói, trừ bỏ vương gia, sẽ không có những người khác sẽ làm ra loại chuyện này tới. Chỉ có vương gia sẽ giúp chính mình xuất đầu. Ngụy Anh Nhi là bổn vương muội muội, theo lý mà nói bổn vương nên hảo hảo đối nàng mới là, nhưng nàng quá mức không coi ai ra gì, nếu là vẫn luôn lưu trữ, sợ là sẽ đối với ngươi bất lợi, bổn vương làm như thế, cũng là bất đắc dĩ. Cố Diệp Hàng nói, ngu su cảm kích mà nhìn Cố Diệp Hàng, chỉ là, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ như thế nào đối đãi Ngụy Anh Nhi đâu, chỉ sợ trong cung từ nay về sau sẽ nhiều một cái kẻ điên đi. Cố Diệp Hàng thở dài nói, Ngụy Anh Nhi luôn miệng nói muốn cáo trạng, nếu thật cho Ngụy Anh Nhi cơ hội này, Nam Viên chỉ sợ là sẽ quấy loạn mà không được an bình, đã là như thế, chi bằng làm Ngụy Anh Nhi từ đây mất đi mở miệng năng lực, Cố Diệp Hàng nắm lấy ngu su tay, tay nàng hơi hơi lạnh cả người, Cố Diệp Hàng thật cẩn thận mà phụng ở trong tay, ôn thanh nói, bổn vương là có chút nhẫn tâm, nhưng bổn vương làm như thế, đều là vì có thể càng tốt bảo hộ su su, lập tức, bổn vương liền phải đi sở quốc, lúc này đây là muốn hoàn toàn mà tấn công sở quốc, có lẽ như vậy vừa đi, bổn vương không biết khi nào có thể trở về, trong cung đối với ngươi có làm hại người, bổn vương có thể diệt trừ mà, sẽ tận lực diệt trừ, ngu su tâm hơi hơi trầm xuống, cố Diệp Hàng lại phải rời khỏi sao thượng một lần rời đi hắn suốt đi rồi ba năm lúc này đây hắn lại phải đi mấy năm ngu xu không dám đi nghĩ nhiều trong mắt lòe ra vài phần không tha tới nhưng nàng minh bạch vương gia đều có vương gia việc cần hoàn thành hắn có chính mình đảm đương ở trong đó vô luận chính mình cỡ nào không tha đây đều là vô lực cưỡng bách ta hiểu được ta sẽ ngoan ngoãn chờ điện hạ trở về ngu xu nói trong cung sự tình vương gia có thể yên tâm su su sẽ không làm vương gia lo lắng nàng cũng có bảo hộ lực lượng của chính mình, sẽ không làm cố dịp hàng khó xử. Cố dịp hàng nghe nàng như thế nói, trong lòng an tâm xuống dưới, chờ bổn vương trở về khi, sẽ có một kiện chuyện quan trọng nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi chờ bổn vương. Chuyện quan trọng Ngu xu không hiểu ra sao, cái gì chuyện quan trọng, vì sao không thể giáp mặt nói ra, cố dịp hàng gợi lên một mặt cười, ôm thanh nói, là đối su su chuyện trọng yếu phi thường, nhưng bổn vương hiện tại còn không có chứng cứ chờ bổn vương tìm kiếm tới rồi, lại hướng su su lã lướt thuyết minh, su su yên tâm, bổn vương sẽ không lừa gạt với ngươi, ngu su cười cười, ta tự nhiên biết được vương gia sẽ không lừa gạt ta, ta chờ, nàng mắt hạnh hơi hơi có chút lên men, vương gia lập tức liền phải xuất binh đánh giặc, mà chính mình, lại vẫn là bị nhốt tại đây trong cung vực sâu, chỉ sợ tiễn đưa đều không thể đủ, thái hậu nương nương là hận chính mình, chỉ cần nàng không mở miệng làm chính mình rời đi, chính bình sợ là lại không thể tùy tùy tiện tiện xuất nhập cung đình. Cố Diệp Hàng đem Ngu Xu đưa đến cửu điện hạ cửa cung trước, hai người sống nhờ vào nhau một phen mới phân biệt. Ngu Xu đi vào trong điện khi, Cố Lẫm đang ngồi ở thư phòng nhìn thư, thấy Ngu Xu tới, hắn buông sách giáo khoa, ân cần mà hướng tới Ngu Xu đi rồi đi, tứ tẩu tẩu, người cuối cùng đã trở lại. Ta nghe nói Thái Hậu nương nương lại tới tìm phiền toái của ngươi, ngươi không sao chứ, ngươi an tâm đó là, ta không có bất luận cái gì sự tình Ngu Su nói cố lẫm nghe được lời này lúc này mới yên tâm hắn vỗ vỗ chính mình bộ ngực quán trách nói ta gần nhất ngực luôn là có chút khó chịu cũng không hiểu được là cái gì nguyên do tứ tẩu tẩu người có thể hay không giúp ta nhìn một cái khó chịu chuyện khi nào Ngu Su trong lòng một đốn hỏi cố lẫm bẹp bẹp cái miệng nhỏ chính là này hai ngày Ngu Su ngồi xuống thân đem cánh tay hắn nhẹ nhàng mà ôm vào tay trung. Hắn mạch tượng bình thường, cũng không bất luận cái gì khả nghi địa phương, ngươi chính là ăn cái gì. Ngu su hỏi, cố lẩm lắc đầu, ta cái gì đều không có ăn, trừ bỏ cơm trưa, thân thể kia mặt khác nhưng có cái gì không thoải mái mà địa phương. Ngu su lại hỏi, cố lẩm lắc đầu, mặt khác không có gì khó chịu. Ngu su nghe hắn nói như thế, yên tâm nói, kia liền hảo, xem ra cũng không có gì cùng lắm thì mà, gần nhất mấy ngày nhiều chú ý ẩm thực thì tốt rồi. Hảo, cố lẫm gật gật đầu, chần chờ nói, tứ tẩu, ngươi rời đi trong cung mấy ngày, thánh thượng tới xem qua ta hai lần, hắn tới làm cái gì? Ngu xu hỏi, ta cũng không hiểu được, chính là không thể hiểu được tới quan tâm ta hai câu, còn tặng ta hảo một chút đồ vật, bất quá ta cũng không cần phải, liền ném một bên. Cố lẫm nói, ngu xu cho mày, Cố càng hiên tặng đồ là có dự triệu, hắn ngày thường đối cố lẫm chẳng quan tâm, hiện giờ lại tới hỏi han ân cần, này trong đó nhất định là có cái gì kỳ quặc, bất quá ta cũng không quan tâm này đó, hắn tới quan tâm ta liền quan tâm ta đi, cố lẫm dẫu dẫu cái miệng nhỏ, dù sao cùng ta cũng không quan, ta cũng sẽ không đi cảm tạ hắn cái gì. Hắn đối ta như thế nào, trong lòng ta đều là minh bạch, hắn mới không phải chân chính quan tâm ta, ngu su nghe hắn như thế nói, cảm khái nói, ngươi cũng biết được hắn không phải thiệt tình quan tâm ngươi. Ngươi về sau cũng phòng bị một chút, đừng làm cho hắn phát hiện cái gì, ta minh bạch. Cố lẫm nói, ngu Xu gật gật đầu, đã nhiều ngày ta đều sẽ lưu lại nơi này, cũng không hiểu được Thái hậu nương nương khi nào mới có thể phóng ta rời đi. Tứ ca ca bao lâu rời đi kinh thành? Cố lẫm hỏi, ba ngày sau. Ngu Xu nói, khi ngày sau ta đi bái kiến Thái hậu nương nương là được, ta đi nói cho Thái hậu nương nương, hiện giờ thân thể của ta đã không có gì cùng lắm thì, nàng nguyên bản chính là làm ngươi tới cấp ta coi bệnh, chỉ cần ta hảo lên, hết thảy đều không phải bất luận vấn đề gì. Cố lẫm nói, ngu su nghe vậy, tinh tế suy tư một phen, nếu cố lẫm xuất hiện ở Thái hậu nương nương mắt trước mặt, Thái hậu nương nương nói không chừng lại phải cho cố lẫm một đốn cách nói, chương 419 kẻ thần bí, nàng vốn là không thích cố lẫm, nếu là cố lẫm nói thêm cái gì, sợ là càng đưa tới hiểu lầm. Ngu Su nghĩ nghĩ, nói, thôi, thôi, Thái hậu nương nương đến lúc đó không biết sẽ như thế nào làm khó dễ ngươi, ta không nghĩ làm nàng làm khó dễ ngươi, ngươi cùng nàng không phải, không cần sợ, cố lẫm nói, ta tổng không thể vẫn luôn muốn cho ngươi cùng tứ ca ca bảo hộ đi. Ta cũng cần thiết phải làm ra một chút sự tình tới, ta không thể cho các ngươi. Vẫn luôn che ở ta trước người, ngu su nghe vậy, gật gật đầu, cửu điện hạ, cảm ơn ngươi, ngươi là vì ta mới như thế tưởng không là hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng cố lẫm hì hì cười thanh tú dung nhan cất giấu hài đồng nghiêm túc mưa phùn mênh mông mau bắt đầu mùa đông thời tiết há mồm là có thể phun ra nuốt vào sương trắng ngu xu đi thái hậu trong cung tỉnh an thời điểm cửu điện hạ cố lẫm đã tới rồi ngu xu đi đến cố lẫm trước mặt nói cửu điện hạ ngu xu ngươi tới vừa lúc cửu điện hạ nói hắn thân mình đã khá hơn nhiều Chuyện này là thật sự sao? Đúng vậy. Ngu Su nói. Thái y đều không có biện pháp bệnh, ngươi liền trị hết. Gia Vinh Thái Hậu nói, cửu điện hạ là tâm bệnh, tâm bệnh là yêu cầu tâm dược trị. Ngu Su nói, cũng không cần khác cái gì, Thái Hậu nương nương, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, ngài hẳn là minh bạch, cửu điện hạ địa tâm bệnh là cái gì mới đúng. Bổn cung không biết. Thái Hậu lạnh lùng nói, Ngu Su không người, nếu cửu điện hạ thân mình đã không có việc gì, ngu su nghĩ ra cung. Vương gia ngày mai cái liền phải xuất chinh, ngu su muốn đưa vương gia, gia vinh thái hậu khẽ cười một tiếng, dùng vân tay áo che khẩu, ngươi đi đưa vương gia. Chính là bởi vì cái này nguyên do, ngươi mới nói cho bổn cung cửu điện hạ bệnh đã hảo. Khi bổn cung hỏi ngươi, nếu là cửu điện hạ bệnh không có hảo, ngươi phải làm như thế nào, thái hậu nương nương làm ngu su như thế nào, ngu su đó là như thế nào. Ngu Su nói, Gia Vinh Thái Hậu nhướng mày, Hảo, đây chính là ngươi nói, ngươi hiện tại trở về đi, bổn cung cũng không quấy rầy các ngươi phu thê cáo biệt. Cảm tạ Thái Hậu. Ngu Su gật đầu nói, hai người không nghĩ tới có thể như thế dễ dàng quá quan, rời đi cung điện lo toan lẫm phun ra một hơi, ta vừa rồi, đều cho rằng Thái Hậu nương nương muốn sống nuốt ta, nàng biểu tình thật thật là đáng sợ đến lợi hại, ta. Ta thật sự lo lắng, Ngu Su cười cười, nàng có thể có nói cái gì nói ngươi êm đẹp đều xuất hiện ở nàng trước mặt nàng tự nhiên sẽ không làm cái gì nếu muốn làm đều sẽ ở vương gia sau khi đi làm khó ta ngu xu biết thái hậu tính tình cố dịp hàng rời đi kinh thành mới là nàng hảo xuống tay thời điểm ở cố dịp hàng trở về phía trước ngu xu đều phải thật cẩn thận mà nếu không ngu xu khóe miệng gợi lên một mặt cười nhưng là không có gì nhưng sợ hãi giặt tới thì đánh nước lên nâng nền nên như thế nào hiện tại cũng không có cách nào nghị luận. Cốt, cố lẫm gật gật đầu, tứ tẩu, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, ngươi bảo hộ ta. Ngu su chớp chớp mắt, ngươi như thế nào bảo hộ ta, ta cũng là một cái đại hài tử, ngươi cùng tứ ca ca đều rất tốt với ta, các ngươi sự tình chính là chuyện của ta, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Cố lẫm nói, ngu su nhón mũi chân, giơ tay sờ sờ cố lẫm đầu nhỏ, ta biết tâm ý của ngươi, Yên tâm đi, người tẩu tẩu ta cũng không phải là dễ dàng là có thể bị đối phó người, sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Ta tự nhiên tin tưởng ta tẩu tẩu vô địch." Cố Lẫm nói, "Ta trước ra cung, nếu là kế tiếp thái hậu nương nương có khó xử ngươi cái gì, ngươi nhớ rõ nói cho ta." Ngô Su nói, "Ta hiểu được, ta sẽ nói cho ngươi." Cố Lẫm gật gật đầu, ra cung lúc sau, Ngô Su trực tiếp trở về Phụng thân vương phủ, mới vừa xuống xe ngựa, một tiếng ôn nhuận gọi thanh từ sau người vang lên vương phi ngu xu quay đầu lại nhìn lại lại là quốc sư lan vận giải quốc sư sao ngươi lại tới đây ngu xu kinh ngạc nói lan vận giải rất ít tới phụng thân vương phủ ngu xu tuy biết được lan vận giải cùng cố dịp hàng quan hệ muốn hảo nhưng chưa bao giờ thấy hai người có cùng nhau nói chuyện qua nhi lan vận giải cười cười ta là đến xem ngươi thuận tiện nhìn xem vương gia lan vận giải nói Ngu Su khó hiểu, ngươi tới xem ta. Ngươi tới xem ta cái gì, ta nghĩ đến cùng Vương Phi trò chuyện. Lan vận giải phe phẩy quạt xếp, thông dong nói. Ngu Su dẫu dẫu cái miệng nhỏ, vẫn là khó hiểu Lan vận giải nói. Tả khuynh vào lúc này xuất hiện ở hai người phía trước, hắn nhìn hai người cùng đi vào, Hiếu Kỳ nói, các ngươi như thế nào một khối tới, trên đường gặp được. Ngu Su giải thích nói, chúng ta hiện tại muốn đi thư phòng, Vương Phi cũng muốn một khối đi sao? Tả Khuynh hỏi chuyện nói, đi. Ngu Su gật gật đầu, ta đi gặp Vương Gia, hành, chúng ta một khối đi. Lan Vận giải nói, Vương Phi, Lan Mổ có một lời nói muốn hỏi hỏi ngươi, Vương Phi có không giúp Lan Mổ giải đáp? Lan Vận giải hỏi chuyện nói. Ngu Su cười hì hì gật đầu, ngươi nói a. À. ngươi đối khi còn nhỏ sự tình còn có ấn tượng sao? Lan Vận giải vừa đi vừa hỏi. Ngu su khẽ đảo mắt tử nghĩ nghĩ, nói, ta không quá nhớ rõ ta khi còn nhỏ phát sinh sự tình, ta chỉ nhớ rõ, lý ma ma đối ta thực hảo, nhưng là ngu tướng phủ người đều không quá thích ta, ta cũng không hiểu được vì sao. Lan vận giải nghe xong lời này, dừng một chút, nói, liền không có mặt khác người nào tiếp xúc quá ngươi sao. Trừ bỏ ngu tướng phủ người, có một cái, ngu su nói, nhưng là ta có chút nhớ không rõ, là lý ma ma nói cho ta ta khi còn nhỏ phát sốt đến lợi hại, lý Ma đi cầu mẫu thân, mẫu thân không chịu cho ta tìm đại phu. lý Ma liền ông ta nơi nơi đi cầu người, cuối cùng gặp được một cái thần bí thúc thúc, kia thúc thúc mang theo ta cùng lý mama đi tìm đại phu xem bệnh, trả lại cho lý Ma một tuyệt bút bạc, nói chờ ta lớn lên lúc sau, hắn sẽ tìm đến ta. lý Ma nói, kia bạc cũng đủ chúng ta sinh hoạt hai năm. nói lý mama, ngu xu không cấm lại khổ sở lên hiện giờ nhật tử không giống phía trước như thế chua xót chính là lý ma ma ân tình chính mình lại không có biện pháp báo đáp ngu su thở dài một tiếng cái kia thúc thúc lý ma ma nhưng có nói cho ngươi tên của hắn lan vận giải hỏi ngu su lắc đầu ta không hiểu được hắn không có nói cho lý ma ma tên lúc ấy lý ma ma nói nàng hỏi hồi lâu người nọ cũng không chịu nói hơn nữa luôn là dùng mặt nạ che chính mình mặt lan vận giải nhấp môi cánh Ngu su thân thế quả nhiên không bình thường. Cố Diệp Hàng suy đoán đến không có sai, Ngu su rất có khả năng là ngụy triều lưu lạc ở Nam Viên công chúa. Ba người đi rồi một lát liền tới rồi thư phòng trước, Ngu su trước một bước đi vào, thẳng đến ngồi ở án kỹ trước mặt Cố Diệp Hàng, vương gia, ta tới, trong cung sự tình nhưng đều xử lý tốt. Cố Diệp Hàng vuốt ve nàng đầu, hỏi. Ngu su cười tủm tỉm gật đầu, ngươi yên tâm đi, đều xử lý tốt, là thất điện hạ ban ta, đã không thành vấn đề. Cố Diệp Hàng nghe vậy, gật đầu, ánh mắt lại hướng tới một bên Lan Vận Giải nhìn đi. Chương 420 hiểu lầm, Su Su, ngươi trước đi ra ngoài trong chốc lát, bổn vương có chuyện tưởng đối quốc sư nói. Cố Diệp Hàng nói, có nói cái gì, là ta nghe không được. Ngu Su lời nói gian chua mà, Cố Diệp Hàng đây là đối chính mình có bí mật sao? Vương Phi ngươi an tâm đi, ta cùng vương gia nhưng không có gì bí mật, chỉ là những lời này như ngươi tạm thời còn nhớ không được. Lan Vận giải thích. Ngu su tự không phải không hiểu quy của người, bọn họ nói có việc, đó là thật sự có việc gấp. Ngu su thấy thế cũng không nói nhiều cái gì, gật đầu nói, ta hiểu được, ta trước đi ra ngoài, các ngươi trước nói lời nói, chờ các ngươi nói xong, ta lại tiến vào, nàng dứt lời, quán trách dường như trừng vương gia liếc mắt một cái. Nếu là dám nói cái gì ta nghe không được bí mật, ta liền không để ý tới ngươi. Nàng khờ quái bộ dáng thật là đáng yêu, Cố Diệp Hàng nghe không cấm khóe miệng dơ lên, tốt, ngươi yên tâm đi. Sẽ không có việc gì, ngu su rời đi sau, Lan Vận Giải mới chậm rãi mở miệng nói, vương gia, ta hoài nghi sự tình chính là như ngươi tưởng như vậy, ngu su rất có khả năng chính là ngụy triều công chúa, nếu thật là, ngươi tính toán như thế nào? Thật sự đem Vương Phi đưa đi ngụy triều sao, kia ít nhất muốn cho Ngu Su sau trưởng thành. Cố Diệp Hàng nói. Nếu là Ngu Su không có thành niên, Ngụy Triều người còn sẽ nghĩ cách làm ngu xu lưu tại Ngụy Triều, đây là cố dịp Hàng không thể nhường nhịn địa phương, còn có. Ngụy Triều người cũng ở chậm rãi tiếp xúc tới rồi bóng dáng, ta lần trước nghe được, có người ở kinh thành hỏi thăm Vương phi sự tình, ta cũng không hiểu được có phải hay không Ngụy Triều người, Lan Vận giải thích, vừa rồi ta hỏi qua Vương phi, Vương phi nói, khi còn nhỏ có một cái quý nhân cứu nàng tánh mạng, rất có khả năng biết Vương phi thân thế người, không ngừng lý ma ma một người nếu người kia thật sự biết Vương Phi thân phận, rất có khả năng sẽ đi tiếp Vương Phi trở về, nếu thật sự tiếp, người tính toán như thế nào, không tính toán như thế nào, Su Su là bổn vương thê tử, nàng liền tính là ngụy triều công chúa, lại như thế nào. Cố Diệp Hàng nói, ta hôm nay làm ngươi tới, là có khác sự tình muốn làm ơn ngươi. Sự tình gì? Lan Vận giải hỏi, Ngụy Triều Tứ Điện Hạ biết được ngu Xu thân phận, hắn vẫn luôn làm bổn vương điều tra chuyện này, nhưng là bổn vương vẫn luôn đều không có cho hắn đáp lại tin tức cố dịp hàng nói cho nên ta suy nghĩ có thể hay không có khác đi qua hắn có thể hay không làm những người khác tới tiếp cận ngu xu nếu thật sự có ngươi giúp bổn vương phòng bị xu xu tạm thời không thể cùng những người khác tiếp xúc lan vận giải thang ra một hơi tới ta thật là không hiểu ngươi như thế bảo hộ vương phi là vì cái gì nếu ngụy triều tìm được rồi công chúa bọn họ tự nhiên sẽ có tạ cùng ngươi đối với ngươi mà nói bất chính là chuyện tốt sao ngươi thật sự đối một cái tiểu nữ hài nhi động tâm làm vương phi trở lại ngụy triều bất chính là một chuyện tốt sao cố dịp hàng ngước mắt chuyện tốt này không phải ngươi vẫn luôn kỳ vọng sự tình sao lan vận giải nói ngươi đừng quên ngươi nhiều năm như vậy đều muốn tìm được ngụy triều công chúa hiện giờ thật sự tìm được rồi hơn nữa ngụy triều công chúa liền ở cạnh ngươi ông trời đều ở giúp ngươi ngươi có cái gì không cao hứng này không phải chuyện tốt là cái gì, ở bổn vương trong mắt, không có gì so su su càng quan trọng. Cố Diệp Hàng chắc chắn nói. Có lẽ, trước kia chính mình nhân sinh mục tiêu là vì báo thù, là vì cái kia nguyên bản nên thuộc về chính mình vị trí. Nhưng là hiện tại, không phải, chỉ cần ngu su làm bạn ở chính mình bên người, còn lại hết thảy đều không quan trọng. Lan vận giải không biết là khóc vẫn là cười, mấy năm qua đi, Cố Diệp Hàng trở nên là thật sự mau trước kia cố dịp hàng là không có tâm hắn làm hết thảy đều là vì hoàn thành mục đích của chính mình nhưng là hiện tại cố dịp hàng trở nên như thế có nhân tình vị hắn nguyên bản chỉ cần không liên quan chính mình sự tình vô luận phát sinh cái gì đều sẽ không đi quan tâm nhưng là hiện tại thay đổi đều thay đổi ngươi rốt cuộc thích vương phi cái gì chẳng lẽ chỉ là đơn thuần lâu ngày sinh tình lan vận giải gãi gãi đầu hỏi chuyện nói cố dịp hàng lắc đầu không phải như thế nguyên do Su Su đối ta mà nói, có khác ý nghĩa. Bổn vương chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia còn sẽ bị cảm tình trói buộc, mẫu phi qua đời lúc sau, bổn vương vẫn luôn đều sống được mơ màng hồ đồ, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không làm bổn vương động nửa điểm tâm tư, nhưng ngu Xu bất đồng, nàng vẫn luôn bồi ở bổn vương bên người, nàng là nhất tin tưởng bổn vương người, chẳng sợ bổn vương đối nàng động sát tâm, nàng cũng chỉ sẽ nhắm mắt lại, chờ bổn vương đối nàng cuối cùng thẩm phán. Cố Diệp Hàng đã từng chỉ là đơn thuần đem ngu su coi như chính mình muội muội. Hắn sợ hãi bị người tín nhiệm cảm giác, nhưng là lại khát vọng bị người tín nhiệm cảm giác. Cái này tiểu nữ hài liền giống như một phen hỏa, ở dần dần địa nhiệt ấm hắn tâm, Cố Diệp Hàng phun ra một hơi tới, lan vận giải, bổn vương biết ngươi vẫn luôn đều tín nhiệm bổn vương, đáp ứng chuyện của ngươi, bổn vương sẽ không nói không tính toán gì hết. Ngươi là bổn vương bằng hữu, Bổn vương cũng là ôm như vậy thái độ ứng đối ngươi, bổn vương đáp ứng ngươi, ngươi sở kỳ vọng sự tình đều sẽ trở thành sự thật, bổn vương cũng sẽ bước lên ngươi hy vọng con đường kia, nhưng là chuyện này, bổn vương cần thiết muốn làm ơn ngươi. Đừng làm su su ở thành niên phía trước, biết tri kỹ thân thế, nếu không, su su nhất định sẽ đi tìm kiếm chính mình thân thế mà chân tướng. Ngụy Triều không phải ngu su hiện tại có thể đi địa phương, nàng không có chính mình bảo hộ tại bên người, là nguy hiểm. Cố Diệp Hàng cũng không hiểu được, ngu su nếu là đã biết chính mình thân thế, có thể hay không đi đến cậy nhờ chính mình thân nhân. Nếu nàng lựa chọn chính mình thân nhân, Cố Diệp Hàng tất nhiên là sẽ không làm khó ngu su, nhưng Cố Diệp Hàng trong lòng chân chính khác cầu, là ngu su cả đời đều ngốc tại chính mình bên người. Lan vận phân ly khai sau, ngu su nhón mũi chân, vô thanh vô tức mà vào thư phòng. Cố Diệp Hàng ở nàng tới gần chính mình trong nháy mắt, buông xuống trong tay quyển sách, đem ngu su ôm vào trong lòng ta. À, ta đi đường đều không có thanh âm, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Ngu su khẩn trương nói, ngươi nói bổn vương là như thế nào phát hiện ngươi? Chẳng sợ ngươi không nói lời nào, ngươi tức giấu, bổn vương đều sẽ biết được ngươi ở nơi nào. Cố dịp hàng cười nói, ngu su méo máu, cái này vương gia, khi nào như vậy sẽ nói êm tai nói, hắn hiện tại nói chuyện nhân mô nhân dạng, nhưng lại luôn có sự tình ở gạt chính mình ngươi vừa rồi ở cùng Lan Quốc Sư nói cái gì? Là ta không thể biết đến. Ngu Xu hỏi, tạm thời không thể biết được, chờ thời điểm tới rồi bổn vương tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Cố Diệp Hàng kiên nhẫn trả lời, Ngu Xu hừ lạnh một tiếng, tránh thoát Cố Diệp Hàng ôm ấp, liền tính ngươi không nói, ta cũng biết là sự tình gì, ngươi không cần giải thích, ngươi nếu thật muốn làm như vậy, ta tự nhiên duy trì ngươi, rốt cuộc ta là Vương Phi, ta hẳn là học được trọng lượng mới là. Ngu Su Chu quay hàm, nói chuyện cũng hỗn loạn tức giận kính nghi, cố dịp hàng bất đắc dĩ nói, ngươi đã biết cái gì? Cái này vật nhỏ, lại ở miên mang suy nghĩ cái gì? Ta đã biết, ngươi là muốn mặt khác cưới khác nữ tử có phải hay không? Ngu Su chua địa đạo